chương 21, người khả năng huyết kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Phía sau núi, rừng trúc. Miêu Nam bắt nằm tại đạo cô nữ tử trên hai chân, bốn cái vuốt mèo có chút cuộn tròn, liền con mắt đều đã hiếp lại. Nhìn ra được, nữ tử xoát mèo kỹ thuật thật cao siêu. Trâu phục A Mèo. Miêu Nam bắt thường thường liền sẽ đến trong rừng trúc đánh lén một lần, cũng không biết là tiểu hài tử chung tình tại đồ ác đâu, vẫn là trong nội tâm khát vọng được lột. Có lẽ cả hai đều có đi nữ tử thon dài năm ngón tay lại vuốt vuốt tiểu hắc miêu lỗ tai mèo về sau ngày hôm nay phần soát mèo liền chính thức kết thúc miêu nam bắt ghé vào trên đùi của nàng yên lặng lại hưởng thụ trong chốc lát dư vị về sau có chút nhảy một cái liền nhảy lên nữ tử đầu vai sau đó nửa người đeo ở chỗ ấy đạo cô bộ dáng nữ tử quá gầy gầy gò đến có điểm quá mức nhìn rất là yếu đuối nàng bả vai cùng mộ dung yến thịt heo vai khẳng định không giống nhau miêu nam bắt đều chỉ có thế mang theo mà không phải nằm sấp treo ở nữ tử trên bờ vai về sau Tiểu Hắc Miêu bắt đầu nói liên miên lại nhải nói về chính mình lần này xuống núi tinh đồng thú vị. Chẳng hạn như ăn món gì ăn ngon a, à, mua cái gì tốt chơi a, à, mình giết con quỷ vương a, à, cùng với gặp được lộ tầm toàn bộ quá trình. Yêu vật sau khi biến hóa như là trùng sinh, nàng tâm trí còn chưa hoàn toàn chín mùi, bởi vậy cũng đồng ngôn vô kỵ, lời gì cũng dám nói. Làm nàng nói ra chính mình lúc trước nghĩ nhận lấy lộ tầm làm chính mình xinh đẹp tọa kỵ lúc, đạo cô bộ dáng nữ tử nâng lên chính mình trắng nõn bàn tay, đem này nắm tay, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu mèo. Mèo ô. Miêu Nam bắt dùng chính mình hai cái tiểu thịt móng vuốt bưng kính tráng. Đối với nhị sư tỷ đột nhiên xuất hiện giáo huấn, Miêu Nam bắt biểu thị không hiểu, nói, ta chỉ là nhìn hắn lớn lên đẹp mắt, thèm thân thể của hắn, cũng không phải là muốn làm gì thương thiên hại lý sự, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, tráng lại bị gõ, vẫn là liên tục bị gõ ba cái. Mèo ô. Miêu Nam bắt không nói. Thành công sinh hai phút đồng hồ ngột ngạt về sau, nàng lại bắt đầu nói liên miên lại nhảy đứng lên đạo cô nữ tử từ đầu đến cuối đều không nói gì nàng tựa như là cái tốt nhất người nghe chỉ là yên lặng đang nghe đối với cái này miêu nam bắt sớm đã thành thói quen nhị sư tỷ làm người thanh lãnh tại bị tiên sinh thu làm đệ tử trước nàng thật đúng là cái đạo cô nàng là nhất thủ quy của người nhưng cũng là nhất không tuân quy của người nàng vĩnh viễn chỉ thực hiện chính mình tán thành quy cũ nếu như không tán đồng liền trói buộc không được nàng bởi vậy miêu nam bắt từng nói quy cũ chính là dùng để đánh vỡ những lời này là nhị sư tỷ nói kỳ thật nhị sư tỷ cũng không có nói qua, nhưng Miêu Nam bắt cảm thấy đây là nhị sư tỷ tự thân dạy dỗ. Tất nhiên, cũng có thể hiểu thành là tiểu hài tử quan nồi. Nói trở lại, nhị sư tỷ như vậy thanh lãnh người, vẫn là một cái đạo cô, nhưng lại có một cái thực đáng yêu tên, nàng gọi Cố Tiểu Mãn. Tiểu Mãn gọi là 24 tiết khí trong cái thứ 8 tiết khí, cũng là mùa hạ cái thứ hai tiết khí. Nàng là tại một ngày này sinh, liền có cái tên này. Lúc trước nói qua, nhị sư tỷ thực không thích nói chuyện, dù là nói chuyện nàng ngữ tốc cũng sẽ đặc biệt chậm, dấu chấm cũng sẽ rất kỳ quái. Bởi vì, nàng là người cà lâm. Bên kia hậu sơn tiểu thư trai trong, ngay tại trong coi lộ tầm quý lê nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Nàng hơi sững sờ, đối với nghe được tiếng đập cửa cảm thấy kỳ quái. Phía sau núi là cấm người khác tùy ý ra vào, mà miêu nam bắt tiếng vào thời điểm lại chưa bao giờ gõ cửa, như vậy, người đến người nào. Quý lê đứng dậy mở cửa, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đứng tại trước mặt nàng nam tử cao hơn nàng không có bao nhiêu, đầu tự mang quan hoàng cùng cái bóng đèn tựa như mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng quý lê đối với tông chủ thẩm diêm ngoại hình đặc thù sớm có nghe thấy lập tức hành lễ chỉ là không nghĩ tới chính là tông chủ đúng như trong truyền thuyết như vậy thấp đứng dậy đi không cần đa lễ thẩm diêm lộ ra một cái tự nhận là rất là nụ cười hiền lành nhưng làm sao hắn tướng mạo thật thuộc về thực hung cái chủng loại này lại thêm một viên đầu trọc cho người cảm nhận cũng không phải là đặc biệt tốt hắn cảm thấy chính mình tươi cười ấm áp trong mắt người ngoài lại như là một mặt tàn nhẫn mỉm cười ta lần này đến đây chủ yếu là nhìn xem tiểu sư thúc thương thế khôi phục như thế nào thẩm diêm nói một câu nói liền đi tới giường bên cạnh dùng thần trí của mình quét một lần lộ tầm thân thể sau đó không khỏi khẽ gật đầu khôi phục rất tốt a à, không hổ là ta đỉnh cấp linh đan vừa nghĩ đến đây đau lòng cảm giác lại xông lên đầu sau đó hắn lại quay đầu đối quý lê lộ ra từ tàn tường nhịn tươi cười hắn hôm nay chính là chạy quý lê đến vì cho nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Quý Lê Thiên Tư tại Ma Tông trong đã truyền ra, tám đạo gần sóng, đặt ở toàn bộ thiên trần đại lục, đó cũng là phượng mau lân giác, toàn bộ to như vậy Ma Tông cũng tìm không ra mấy cái tới. Chủ yếu nhất là, nàng ngũ hành rất sạch sẽ, hỏa hành thuộc tính thực cao, mặt khác tứ hành cực kỳ bé nhỏ. Loại người này, là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hạt giống tốt. Mà thẩm diêm chính là toàn bộ thiên trần trong đại lục tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chí cường giả một trong. Hắn là có điểm nghĩ thu quý lê làm đồ đệ dựa theo ma tông môn quy ngoại môn đệ tử tại tấn thăng nội môn đệ tử lúc chọn trúng đệ tử các trưởng bối có thể ném ra ngoài cành ô liu nếu có nhiều người chọn trúng tên đệ tử này thì đến đệ tử phản chọn khâu đúng vậy cực kỳ giống tiên hiệp bản tuyển tú tống nghệ theo lý thuyết đi thẩm diêm làm ma tông tông chủ tu vi lại như thế cao thâm cũng không sầu đồ đệ mới đúng nhưng là hắn này ngoại hình không phải liền là bởi vì tu luyện công pháp mới trở nên toàn thân cao thấp một cộng lông đều không có sao hình dung keo kiệt thời điểm đều thích dùng vắt chày ra nước thiết công kê, thẩm diêm đây chính là thật trọc. Tuy nói hắn là lúc còn trẻ một lần tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thành bộ dáng này, nhưng đối với đệ tử tới nói nhìn vẫn là rất hoảng. Vạn nhất ta cũng tẩu hỏa nhập ma đâu. Thiên trần đại lục người tu hành nhóm tu cũng không phải cái gì thái thượng vong tình hoặc là chém phàm tính loại hình. Cái gọi là tiên chữ, người phía trước, núi ở phía sau, giống như núi cao người, chính là tiên. Tiên nhân cũng là người, người liền sẽ có thất tình lục dục. Đã như vậy, đối với chính mình bề ngoài, đại gia vẫn có chút quan tâm. Tất nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, trọng điểm là Thẩm Diêm dùng chính mình hành động thực tế cho thấy, hắn cũng không phải là nhất đại lương sư. Hắn tọa hạ đệ tử, đến nay không có một người có tiền đồ. Con đường tu hành rất là long đong, giống tiểu thuyết trong như vậy nam chính ngẫu nhiên đạt được công pháp, tại không ai giáo tình huống dưới đều có thể luyện thành thiên hạ đệ nhất, kia là có điểm kéo. Lương sư đối với tu hành con đường giúp ích, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tuy nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nhưng có sư phụ đi lĩnh chính là cửa chính có sư phụ đi không chỉ tìm không thấy cửa không chừng còn đem ngươi mang lạc đường chính ngươi thật vất vả tìm được cửa hắn còn có thể một chân đem ngươi đạp ra ngoài thẩm diêm mặc dù không đến mức khoa trương như vậy nhưng hắn dạy học năng lực là thật đồ ăn hơn nữa hắn keo kiệt a tọa hạ đệ tử phúc lợi cực kém cùng hắn tương phản vừa vặn có mấy vị phong chủ thực lực vẻn vẹn so với hắn kém hơn một chút nhưng ở dạy đồ đệ phương diện đặc biệt lợi hại đối đãi đệ tử vẫn còn so sánh hắn hào phóng. Này! Liền lúng túng! Này thời gian một lúc lâu đi, thẩm diêm liền có chút buồn nha. Ma Tông thường xuyên tổ chức đệ tử gian biết võ, hắn có đôi khi sẽ có chút mất mặt, nhu cầu cấp bách một cái có thể vì hắn giữ thể diện ái đồ. Dù sao! Ta mặc dù không có tóc, không có lông mày, liền lông mi cùng lông mũi đều không có, nhưng ta cũng là sĩ diện. Lại thêm hắn vừa vặn đưa ra một viên cực phẩm linh đan, chính suy nghĩ biện pháp như thế nào bù đắp chính mình, thoáng cái liền nghĩ đến quý lê nha đầu này nghe nói cùng tiểu sư thúc quan hệ không ít vậy thì tốt quá nàng khẳng định sẽ nhớ rõ phần nhân tình này đưa ra một viên linh đan thu hoạch một đầu ái đồ này đợt không lỗ chương 22, tỉnh lại thẩm diêm vừa nghĩ đến đây càng nghĩ càng vui vẻ liền viên kia cực phẩm linh đan mang đến đau lòng cảm giác đều biến mất không ít hắn nhìn về phía quý lê ánh mắt cùng ngữ khí đều càng phát ra ôn hòa đứng lên chỉ là thanh âm hắn càng giọng có điểm giống là kêu thảm gà phát ra thanh âm, sở dĩ dù là hắn tận lực làm ngữ điệu nhu hòa chút, cái kia cũng chỉ là bị dùng sức bóp phát ra tiếng kêu thảm kêu thảm gà, cùng nhẹ nhàng bóp phát ra tiếng kêu thảm kêu thảm gà khác nhau. Quý Lê đứng ở một bên, mang theo điểm hài nhi mập mặt tròn nhỏ có chút kinh ngạc, đều không phải thực dám ngẩng đầu nhìn nàng. 16 tuổi tuổi tác, phóng trên địa cầu vẫn là cái học sinh. Nàng hiện tại tựa như là khai giảng ngày đầu tiên, rõ ràng chuyện gì cũng không có làm, không hiểu ra sao liền gặp mặt hung thần ác sát chính giáo nơi chủ nhiệm, là ngươi ngươi cũng hoảng nơi này chính là ma tông đối phương thế nhưng là toàn bộ thiên trần đại lục ma diễm nhất uy một trong mấy người mà trong lòng thực không có bức sổ thẩm diêm lại cảm thấy chính mình cũng đã trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không tồi dù sao mình đường đường một tông chi chủ đã hiện ra đầy đủ bình dị gần gũi nhưng nên làm ám chỉ vẫn phải làm hắn tay áo vung lên trên tay liền xuất hiện một viên màu đỏ tinh thạch tinh thạch rất nhỏ đại khái chỉ có móng ngón tay cái đóng lớn nhỏ đây là viêm tinh thể chất của ngươi tương đối thích hợp tu luyện hỏa hành công pháp nó đối với sơ cảnh người tu hành có chút giúp ích, nhớ rõ đeo ở trên người, coi như là ngươi mấy ngày nay chiếu cố tiểu sư thúc thù lao. Phim tinh tính không được cái gì quá mức quý giá đồ vật, huống chi thẩm diêm đưa cho này một khối. Có chút ít. Nhưng hắn cảm thấy chính mình là một tông chi chủ, khi ban cho vãn bối đồ vật, ý nghĩa hoàn toàn chính là không giống nhau được chứ. Huống chi nàng vẫn chỉ là cái mới nhập môn tiểu nha đầu. Vắt chày ra nước. Nói xác thực là không có lông nhưng rút hắn, thực am hiểu dùng nhỏ nhất quà tặng sáng tạo lớn nhất giá trị đây không phải móc ngươi không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý là ngươi không hiểu tạ tông chủ đại nhân quý lê nhanh lên hai tay tiếp nhận không dám chậm trễ thẩm diêm thấy không sai biệt lắm liền mỉm cười dùng hắn kia kêu thảm gà tiếng nói nói ngươi thiên phú rất tốt là cây hạt giống tốt hy vọng ngươi có thế khắc khổ tu hành sớm ngày tiến vào nội môn bản tọa chờ mong một ngày này hắn cảm thấy chính mình phen này ân cần dạy bảo bao hàm một vị sư phụ đối tương lai đệ tử kỳ vọng cao nàng hẳn là nghe hiểu đến A. À. Chính mình đường đường tông chủ, cũng không tốt nhiều lời quá nhiều, giá đỡ vẫn là muốn có. Quý Lê nghe vậy hơi sững sờ về sau, vội vàng lần nữa hành lễ, trong đầu lại như là một đoàn bột nhão. Dù sao hiến tế đầu óc đổi lấy ngực, tiểu Lê tử đồng chí là một viên nước no đủ Lê, nước còn chủ yếu tập trung ở trong đầu. Thẳng đến thẩm diêm rời đi, nàng vẫn là không nghĩ rõ ràng, chỉ là lại ngốc lại rất hiểu lễ phép đem thẩm diêm một đường đưa đến ngoài cửa, sau đó nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Trở lại phòng trong về sau, nàng cẩn thận chu đáo một chút trong tay viêm tinh, chỉ cảm thấy nó đỏ rần, còn thật đẹp mắt. Chỉ là nhìn một chút, nàng liền nhìn phát chán, ngược lại tiếp tục suy nghĩ tới lộ tầm gương mặt. Gương mặt này, nàng như thế nào đều xem không ngán. Đêm dần khuya. Vào đêm sau phía sau núi có một phen đặc biệt cảnh trí. Quý Lê Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài bay tới bay lui đông đóm, bọn chúng tựa như là phía sau núi thượng tùy cơ di động ánh đến. Phía sau núi ban đêm rất yên tĩnh, nếu như... Miêu Nam bắt tiếng lẩm bẩm đừng như vậy vang. Đúng vậy, tai mèo Loli giờ phút này thực không có hình tượng ghé vào bên ngoài một trương rất lớn trên ghế mây, ngay tại há hốc mồm ngáy ngủ đâu, có vẻ như còn chảy nước miếng. Quý Lê trước kia cảm thấy người tu hành nhóm hẳn là cùng phàm nhân khác biệt rất lớn, bọn họ không ăn ngủ cốc, cũng chặt đứt tình dục, sớm đã siêu phàm thoát tục. Bây giờ đến rồi ma tông về sau, nàng mới phát hiện, cái gọi là người tu hành, cũng bất quá là người mang tu vi người thôi. Nhìn nhìn lại miêu nam bắt này tư thế ngủ, cái mông nhỏ đều nhanh vĩnh lên đến bầu trời. Cao nhân hình tượng hoàn toàn sụp đổ được chứ. Quý Lê khoanh chân ngồi xuống, đang chuẩn bị vận chuyển Chu Thiên, tinh tiếng chính mình tu vi, lại nhìn thấy nằm tại trên giường lộ tầm lông mày có chút bỗng nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở mắt, Quý Lê vội vàng dìu hắn đứng dậy. Gian phòng bên ngoài Miêu Nam bắt vốn dĩ thực không có hình tượng ghé vào trên ghế mây, nghe được động tĩnh về sau, nàng lỗ tai mèo hơi động một chút, sau đó liền trực tiếp theo ngoài cửa sổ nhảy vào. Khôi phục được không tệ lắm nàng đánh giá lộ tầm một chút sau nói. Lộ tầm cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hoàn toàn chính xác khôi phục được không sai biệt lắm. Chính mình nhảy núi sau hẳn là rơi nát nhiều đi, đặt ở trong trò chơi đều cần đánh mô sai cái chủng loại này nát đi. Vốn cho là mình hao tốn một lần phục sinh cơ hội về sau, có thể tại chỗ đầy máu phục sinh, không nghĩ tới chỉ là cho chính mình lưu lại một giọt tàn huyết. Ta còn nghĩ tại chỗ phục sinh trang cái bức A. Kết quả ngã thành bộ dáng kia. Đây coi là cái gì? Sau khi xuyên việc di chứng, phục sinh số lần sẽ không tính gộp lại cùng đổi mới coi như xong còn làm ta chịu loại này tội hố a à. này hào quả nhiên có độc lô ly nhìn hắn nói công chủ cho ngươi đúc viên linh đan không thì ngươi nhưng có đến chịu thì ra là thế lộ tầm nhẹ gật đầu chẳng trách lượng máu của hắn khôi phục được không sai biệt lắm cẩn thận cảm thụ một chút về sau tố chất thân thể giống như đều tăng lên không ít miêu nam Bắc có chút nhảy lên cái mông nhỏ ngồi xuống mặt bàn trên nhìn lộ tầm nói ta hỏi ngươi Ngươi một cái không có tu vi phàm nhân, vì cái gì có thể treo một hơi bất tử? Bí mật. Lộ Tầm trả lời rất thẳng thắn. Hứ, ta đoán hẳn là trên người có bảo bối gì a? À? Không nói thì không nói thôi, ta còn có thể tham ngươi bảo vật không thành. Miêu Nam bắt nhếch miệng nói. Hắn nói chuyện đến bảo vật, Lộ Tầm ngược lại là suy nghĩ linh hoạt đứng lên, lại nói. Ma tông thật đúng là tất giấu đồng dạng vô chủ bảo bối, chỉ là bây giờ chính mình, có vẻ như cũng còn không có cái kia năng lực đi tìm hắn đã vừa mới nhìn thoáng qua nhiệm vụ nhắc nhở chính mình bây giờ đã hoàn thành bái sư nhiệm vụ xem như vui đề hoàng mỹ bắt đầu con đường sau đó tử làm như thế nào đi xem ra cũng phải tìm cái thời gian hảo hảo quy hoạch quy hoạch hắn là một cái làm việc có kế hoạch người như vậy hiệu suất sẽ cao hơn mục tiêu cũng sẽ càng rõ ràng suy nghĩ vấn đề thời điểm ý nghĩ cũng có thể rõ ràng hơn cái này bảo vật hắn vẫn là rất muốn không hắn là nhất định phải được miêu nam bắt thấy lộ tầm tự hồ thất thần nhìn không được nói huy nghĩ gì thế lộ tầm hơi ngẩng đầu, nói, không nghĩ cái gì, có chút thất thần, làm sao vậy? Lô Ly không còn ngồi trên bàn, mà là đứng dậy đứng tại trên bàn gỗ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực lại đem hai tay gấp lại tại sau lưng, một hệ liệt động tác một mạch mà thành, mặt trên cứng rắn biệt suốt một bộ tông sư khí độ, mở miệng nói, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Ừm, ta quên cái gì rồi? Lộ tầm có điểm mộng. Miêu Nam bắt tức giận đến suýt nửa dậm chân, lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, lớn tiếng nói, ngươi còn không có gọi ta là sư tỷ. Loli có chút dơ lên chính mình cầm nhỏ, một mặt vui vẻ cùng đắc ý. Nàng vẫn luôn là phía sau núi lão Úc, rút cuộc làm sư tỷ á. Tại Miêu Nam bắt hăng hái thời điểm, thế nào biết lộ tầm đến rồi một tay càng không đại na di, hắn nhìn chầm chầm Quý Lê nói. Ngươi có phải hay không quên thứ gì? a, à, Quý Lê ngơ ngác, Mau gọi ta tiểu sư thúc tổ. Lộ tầm bắt đầu bốc lên quả hồng mềm, thử trước một chút xúc cảm, nhìn xem có được hay không niết. Hảo niết mà nói về sau liền nhiều niết niết. Chương 23, Hoang dại manh muội Không tồn tại. Tiểu thư trai bên trong, quý lê một trương mặt tròn nhỏ chợt đỏ bừng. Nhẫn nhịn hồi lâu, nàng mới biệt xuất một câu, tiểu sư thúc tổ. Nàng sở dĩ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng lúc trước đối với lộ tầm hoặc nhiều hoặc ít có điểm ý nghĩ xấu. Bắt đi làm lô đỉnh, cũng không phải ý nghĩ xấu sao. Hiện tại, chính mình có ý tưởng đối tượng lắc mình biến hóa, biến thành trưởng bối của mình, vẫn là lớn hơn mấy bối cái chủng loại này lúc này mới thời gian vài ngày a à. quý lê nội tâm ý nghĩ thoáng cái liền trở nên đặc biệt phức tạp tất nhiên ý nghĩ xấu cũng không hề hoàn toàn biến mất chính là bóp xong quả hồng mềm về sau lộ tầm tâm tình tốt không ít thối muội muội bảo ngươi một lòng bắt ta làm lô đỉnh tuổi còn trẻ không học tốt tâm hắn trạng thái bình ổn về sau ngược lại là cũng tươi cười ấm áp hướng về phía miêu nam bắc nói một tiếng gặp qua sư tỷ hắn da mặt dày hoàn toàn không quan trọng huống chi miêu nam bắc chỉ là tâm tính như hài đồng trên thực tế trời mới biết bao nhiêu tuổi. Yêu loại biến hóa đúng là không dễ, cần đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là lớn hơn mình trên trăm đến tuổi thậm chí mấy trăm tuổi, tiếng kêu sư tỷ cũng không mất mát gì. Miêu Nam bắt giả bộ như một mặt phong kinh vân đạm bộ dáng, nhưng là kia đôi lỗ tai mèo hài lòng bỗng nhúc nhích, bại lộ nàng giờ phút này nhẹ nhõm tâm tình. Nàng theo trên bàn gỗ nhảy xuống tới, vẫn như cũ đem hai tay trùng điệp tại sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất, kỳ thật nhìn càng giống là cái tiểu đại nhân nhìn lộ tầm một chút về sau, hỏi, có thế đứng dậy đi bộ sao? Lộ tầm thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, HP cũng đã gần đầy, liền gật đầu. Vậy liền cùng ta đi gặp một chút nhị sư tỷ đi. Miêu Nam bắt nói, tiên sinh cùng tam sư huynh du lịch, đại sư huynh. Trước hết không đề cập nữa, hắn tương đối đặc thù, ngươi về sau liền sẽ biết được. Nhị sư tỷ ngược lại là ở nhà. Nàng có lẽ là sợ lộ tầm cảm thấy nghi hoặc, liền tiếp tục nói, nhị sư tỷ tạm thời không thể rời đi rừng trúc cho nên nàng khoảng thời gian này cũng sẽ ở nơi đó ngươi đi theo ta là được được lộ tầm nhẹ gật đầu đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh trong nội tâm vẫn là có không ít gợn sóng bởi vì thẳng đến hắn xuyên qua trước thiên trần trong ma tông hậu sơn tiểu thư trai nhị sư tỷ đều không có lộ mặt qua có thể là trò chơi tiến triển còn chưa tới một bước kia tựa như hắn xuyên qua trước tiên sinh vẫn tại đại chúng trong mắt thực thần bí đồng dạng chỉ là nhị sư tỷ mặc dù chưa từng lộ diện nhưng mọi người đều biết có như vậy nhân vật mặc dù ngay cả nàng như thế nào cũng không biết, nhưng không có nghĩa là người chơi đối nàng không chờ mong. Tên của nàng gọi là Cố Tiểu Mãn, làm không ít người chơi cảm thấy rất đáng yêu, rất nhiều bài cuộc đều suy đoán, có phải hay không là một đầu manh muội tử. Thiên Trần, trong, Miêu Nam bắt ném đầu lộ mặt số lần tương đối nhiều, nàng mặc dù tính tình cổ quái điểm, nhưng lớn lên kia là thật là dễ nhìn, nê cô nha, có thế không làm cho người thích không, đại gia tiện thể cũng liền càng chờ mong Cố Tiểu Mãn. Rừng trúc khoảng cách tiểu thư trai cũng không tính quá xa, nhưng cũng không tính quá gần. Lộ tầm cùng nhau đi tới, đối với phía sau núi cảnh sát cảm thấy mới lạ. Hắn cùng mỗi một vị vừa tới phía sau núi người cảm giác đều thực nhất trí, cảm thấy ngọn núi này mỗi một chỗ cảnh sát, đều thực tú lệ. Đây là một tòa thanh tú núi. Thành đàn đông đóm cũng không sợ người, bọn chúng tựa như là sơn thượng ánh nến đồng dạng đi theo người bay múa, chiếu sáng đường phía trước. Lộ tầm ý đồ đưa tay bắt mấy con, sao nghĩ đến bàn tay vừa nâng lên, liền có ít chỉ đông đóm tự phát rơi vào hắn lòng bàn tay, rất là thần kỳ cũng không phải chúng nói chúng nó đã mở linh trí chỉ là phía sau núi chính là như vậy một phái hài hòa cảnh tượng đặc biệt kỳ diệu làm cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được dù sao không có nửa điểm thế nhân trong tưởng tượng ma tông dáng vẻ vốn dĩ đâu miêu nam bắt mang theo hai người bay qua liền tốt nhưng nàng cũng biết lộ tầm còn là lần đầu tiên sau khi thấy núi cảnh sắc liền cố ý dẫn hắn dạo chơi làm hắn nhìn nhiều xem phía sau núi mỗi một chỗ cảnh tượng đều có ý vị thẩm diêm từng nói ngọn núi này bản thân liền là cái bảo bối ở đây nhiều đi một chút nhìn nhiều xem, đối với tu hành có lẽ đều hữu ích nơi. Không phải sao, dị sư tỷ ngay tại trong rừng trúc ngộ đạo sao. Đi sau một lúc lâu, lộ tầm cuối cùng cũng thấy được rừng trúc. Ban đêm cùng ban ngày cảm nhận khác biệt, ban ngày nhìn một cái, đây chính là một mảnh xanh biếc. Một hồi gió đêm phất qua, lá trúc giao thoa, vang xào sạc. Không biết vì cái gì, lộ tầm vốn dĩ hơi có vẻ táo bạo nội tâm, giờ phút này không hiểu yên tĩnh trở lại. Hắn nghe gió thổi lá trúc tiếng vang, cảm thấy cả người đều buông lỏng không ít ngọn núi này thật sự có ma lực a à. đi vào rừng trúc theo trong đó đường hẹp quanh co miêu nam bắt ở phía trước dẫn đường lộ tầm cùng quý lê theo sát phía sau mà chung quanh bọn hắn vẫn như cũ bay múa một đoàn đông đóm đến lúc đó về sau lộ tầm xa xa nhìn về phía trước một chút thấy được ngồi tại trên tảng đá nữ tử nhìn thấy chính là bóng lưng khi một thân đạo bào thoáng cái liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu đạo bào tương đối rộng đại bóng lưng của nàng nhìn lại rất là thon gầy lẫn nhau đối ứng hạ càng phát ra hiện gầy nàng tóc dài cuộn thành một cái đạo kế trong tóc cắm một cái đơn giản nhất cây trâm gỗ nàng cứ như vậy ngồi cảm giác lại cùng cảnh sắc chung quanh hòa thành một thể chỉ là một cái bóng lưng liền cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác lộ tầm rất hiếu kỳ nàng đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào miêu nam bắt trực tiếp hô một tiếng nhị sư tỷ ta mang tiểu sư đệ đến rồi lộ tầm đứng ở một bên mở miệng nói lộ tầm gặp qua nhị sư tỷ hắn trông thấy nữ tử khẽ gật đầu cũng không có quay người ý tứ nói xác thực nàng hiện tại tựa như là sinh trưởng ở trên hòn đá cũng không quay được thân cái này khó làm lộ tầm dù là tò mò như thế nào đi nữa, nàng tướng mạo tổng không tiện rời đi đường hẹp quanh co sau đó đặc biệt chạy đến đối diện đi xem a à. lần thứ nhất gặp mặt đối phương lại là sư tỷ không thích hợp cũng tỏ ra không lễ phép lộ tầm không biết nói cái gì đối phương tự hồ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ trong nháy mắt bầu không khí liền có một chút xấu hổ đối phương tự hồ cũng cảm thấy như vậy không tốt rất nhanh liền bỗng nhúc nhích theo pháp khí chứa đồ trong lấy ra một vật sau đó ném cho lộ tầm lộ tầm đưa tay tiếp được không nghĩ tới đúng là hắn đã học xong thực khí quyết ma tông đệ tử mặc kệ kế tiếp tu hành công pháp gì công pháp nhập môn đều là thực khí quyết chỉ là so sánh với lô ly trước đó đưa tới quyển kia sổ quyển sổ này muốn dày đặc một ít hắn mở ra vừa nhìn phát hiện loại trừ chính văn bên ngoài vừa thượng còn viết không ít chú giải nàng viết chữ kiểu chữ lại hẹp giống nàng thon gầy bản nhân đồng dạng cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác Đối với mới vào cửa thái điểu tới nói, quyển sổ này, tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Húng chi cố tiểu mãn là ai? Đây chính là lộ tầm xuyên qua trước, thiên trần trong cũng còn chưa chính thức ở người chơi trước mặt đăng tràng nhân vật. Càng là muộn đăng tràng, càng có thể là đại nhân vật. Phóng trên địa cầu, nàng liền xem như lộ tầm đồng môn học tỷ vẫn là học thần cấp. Đây coi như là... Lễ gặp mặt sao? Lộ tầm lại cúi đầu nhìn thoáng qua sổ. Chỉ là cảm giác này có điểm kỳ diệu a tựa như là học thần cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một bản đọc sách bút ký. Hơn nữa theo bóng lưng của nàng cùng cử chỉ đến xem, có vẻ như không phải manh muội tử. Chương 24, tu hành là cảm giác gì? Đối với nhị sư tỷ nhìn không giống như là cái manh muội tử, lộ tầm đáy lòng biểu thị có điểm tiếc nuối. Tương phản, này lạnh như băng dám vẽ cho người ta một loại ngự tỷ gió cảm giác, chỉ là tựa hồ cùng cố tiểu mãn cái này đáng yêu tên có như vậy một chút không đáp vị sư tỷ này không chừng hậu kỳ là một vị đem người chơi giết đến quỳ xuống đất gọi mẹ ngưu bức nhân vật. Lộ tầm lại nhìn trong tay, thực khí quyết một chút, trong nội tâm là cảm động, dù sao lễ gặp mặt này hoàn toàn chính xác thực thích hợp vừa vặn bước vào tu hành thế giới người, nhưng với hắn mà nói, thật tác dụng không lớn. Hắn chỉ cần góp nhặt điểm kinh nghiệm, sau đó một đường thăng cấp liền tốt, bản này viết đầy chú giải, thực khí quyết, ngược lại càng thích hợp quý lê một ít. Nhưng này dù sao cũng là nhị sư tỷ có hảo ý, lộ tầm cũng không có mặt kia da làm nàng đổi lại đồng dạng lễ gặp mặt mặc dù hắn thật rất muốn đổi nhưng hắn có da mặt này tìm miêu nam bắt muốn nhị sư tỷ đều cho ngươi đồng dạng là sư tỷ không nên cũng biểu thị một chút sao miêu nam bắt bị hắn nhìn chằm chằm hoảng sợ cuối cùng cắn răng một cái cho hắn ném một viên nhẫn trữ vật thu hoạch được một viên nhẫn trữ vật màu vàng phải chăng đeo đeo phía sau lưng bao không gian 30. thứ này lộ tầm ngược lại là thật có hiệu quả có thế vào ngày thường trong ít một chút phiền phức a à, không phải sư tỷ hẹp hòi là ngươi tu vi còn quá thấp pháp khí tương đối thích hợp ngươi sử dụng linh khí mà nói gánh vác quá lớn trước như vậy dùng đến đi miêu nam bắt nói nàng nói đích thật là lời nói thật thiên trần trong trang bị không có đẳng cấp hạn chế nhưng đẳng cấp không đủ ngươi đeo cũng không phát huy ra uy lực không có tác dụng gì quý lê đứng ở một bên nhìn nói không ghen tị khẳng định là nói dối nhưng càng nhiều thì là vì lộ tầm cảm thấy vui vẻ trước đó nàng còn lo lắng lộ tầm tư chất quá kém đến rồi ma tông về sau sẽ chịu khi dễ hiện tại xem ra căn bản không cần lo lắng điểm này nhị sư tỷ tự hồ không có muốn nói chuyện phím ý tứ phất phất tay ra hiệu đám người có thể đi trên đường trở về lộ tầm còn tại thầm nghĩ nhị sư tỷ giống như không thế nào thích nói chuyện a à. nói xác thực là một chữ đều không nói thật đúng là kỳ quái chẳng lẽ lại là cái tiểu câm biết bất quá đối với đêm nay thu hai phần lễ gặp mặt hắn vẫn rất cao hứng mặt trên không khỏi có tươi cười lộ tầm quay đầu nhìn quý lê một chút dựa vào đong đóng hơi sáng ánh sáng phát hiện nàng cười đến so với chính mình còn vui vẻ nhìn nàng đần độn bộ dáng lộ tầm không khỏi duỗi ra ngón tay gãy một cái đầu của nàng vì cái gì đánh ta quý lê bưng tráng mắt trợn trừng tiểu sư thúc tổ nghĩ đánh liền đánh từ đâu ra nhiều như vậy vì cái gì lộ tầm nói hắn mới sẽ không nói là xem ngươi cái này quả hồng mềm xúc cảm không sai nắm bắt nắm bắt có điểm nghiện nhìn không được liền muốn nhiều bóc mấy lần kết quả vừa dứt lời trán của hắn cũng bị gãy một cái ra tay thì là Miêu Nam Bắc. Vậy sư tỷ đánh ngươi một chút, cũng không thành vấn đề a. À. Miêu Nam Bắc cười ha hả cho Quý Lê ra mặt, một mặt ta là đại tỷ đầu tiểu biểu tình. Lộ Tầm im lặng, ở trong lòng não bổ chính mình một ngày kia tu vi tăng mạnh, đem Miêu Nam Bắc đặt tại hai đầu gối của mình trên, tay trái nhu đầu của nàng cùng lỗ tai mèo, tay phải hết sức đánh nàng cái mông nhỏ. Nhưng không thể không nói, có như vậy một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, mọi người tại trên đường trở về cũng là trở nên hoang thanh tiếu ngữ đứng lên. Tỉnh mịch phía sau núi, tăng thêm một ít náo nhiệt, liền chung quanh bay múa đông đóm cũng bay động đến càng hăng say chút. Đi thẳng đến tiểu thư trai về sau, Quý Lê mới sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới phản ứng được, ta cùng đi theo trở về làm cái gì? Nhiệm vụ của nàng vốn là chiếu cố lộ tầm, hiện tại lộ tầm tỉnh, nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành. Tiểu thư trai là tiên sinh cùng mấy vị sư thúc tổ chỗ ở, chẳng lẽ lại trả lại cho nàng mở khách phòng? Nàng đối lộ tầm hoàn toàn chính xác còn ôm trong ngực cuối cùng một tia tà tâm, nhưng làm sao nàng thật không có chút nào tạc đảm bảo nàng tại lộ tầm phòng trong lại ngủ lại một đêm nàng nguyện ý là nguyện ý a à, nhưng muốn nhìn lộ tầm phải chăng mời lộ tầm nhìn nàng một cái không thể nín được cười cười cũng lười lại trêu đùa nàng mà là hỏi miêu nam bắt nói tứ sư tỷ nhị sư tỷ tặng cho ta này sách thực khí quyết ta có thể mượn cho quý lê học tập sao miêu nam bắt không quan trọng phất phất tay nói nhị sư tỷ đưa ngươi đó chính là ngươi chính ngươi an bài thuận tiện nói xong nàng liền trước tiên vào phòng cũng không biết là tham ngủ vẫn là trở về phòng tu luyện Ngược lại là Quý Lê sau khi nghe có chút sửng sốt một chút. Người bình thường cầm tới loại bảo bối này, dù là nguyện ý cho người mượn, không phải cũng hẳn là lời đầu tiên mình học tập một chút sao. Mà lộ tầm lại ngay lập tức nghĩ đến nàng, cái này khiến nàng đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng tự nhiên không biết này sổ đối lộ tầm tới nói có điểm gân gà, nếu không phải đây là nhị sư tỷ lễ vật, hắn khả năng đều sẽ cầm tới ngoại môn đấu giá rơi. Bất quá bộ dáng luôn là muốn giả, bằng không hắn đều không có nhìn qua một lần thực khí quyết không có cách nào giải thích hắn là thế nào học được, xem vẫn là muốn kiên trì nhìn một chút. Vào đi. Lộ tầm một bên vào nhà một bên hướng Quý Lê nói. Quý Lê thật đúng là đần độn đi theo vào. Đêm hôm khuya khoắc, Quý Lê lại còn sẽ không ngự vật phi hành, làm nàng lại đi một lần đường núi, không khỏi quá mức vất vả. Vào nhà về sau, lộ tầm làm nàng lời đầu tiên đi tu luyện, hắn thì làm bộ độc khởi, thực khí quyết. Nói thật, trước kia là chơi đùa, hiện tại là thật xuyên việc rồi, hắn đối với tu luyện công pháp vẫn là hiếu kỳ theo lý thuyết công pháp chợt nhìn sẽ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, nhưng hắn thấy lại thực trôi chảy, tựa như sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Không thể không nói, nhị sư tỷ chữ viết loại trừ hơi gầy bên ngoài, thật rất xinh đẹp. Toàn bộ sau khi xem xong, hắn liền đem sổ đưa cho Quý Lê. Không còn nhìn nhiều mấy lần sao? Không cần phải gấp gáp cho ta. Quý Lê vội vàng cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, lộ tầm tư chất không tốt, này sổ với hắn mà nói chính là bảo bối, hẳn là thỉnh thoảng lấy ra tham khảo mới đúng. Không cần. Lộ tầm nói xong sau, vẫn không quên nói, đầu óc ngươi đần như vậy, ta liền không giống nhau, ta đã gặp qua là không quên được. Quý Lê không tin, lộ tầm nhân tiện nói, vậy ngươi tùy tiện hỏi, nhìn xem ta không phải thật sự nhớ rõ. Kết quả nàng hỏi mấy chỗ, lộ tầm toàn đáp đúng. Nàng tất nhiên không biết, trò chơi hệ thống đã đem thực khí quyết bên trong hết thảy nội dung đều ghi chép đến các công pháp danh sách trong bao quát nhị sư tỷ chú giải, chỉ cần điếm kích một chút, tường tình, liền có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung. Được thật là lợi hại quý lê ở trong lòng nói sau đó lộ tầm liền trơ mắt nhìn quý lê bên cạnh lại toát ra từng chuỗi số lượng độ thiện cảm một 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 hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán này khờ mùi độ thiện cảm cũng quá hảo công lược đi cũng không có cách lớn lên đẹp trai người trang bước lên đến đều đặc biệt lóa mắt một ít hiện tại hắn ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận thăng cấp chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút thăng cấp hắn liền có thể đến thực khí quyết một tầng bất quá trước đó Hắn ngược lại là muốn xem thử một chút tự mình tu luyện là một loại gì cảm giác. Trước kia xem văn học mạng thời điểm, bên trong nam chính chính thức bước vào tu hành về sau, một đám đều là tẩy cân phạt tủy, thân thượng dơ bẩn sắp xếp không còn một mảnh, sau đó biến cao trở nên đẹp trai mạnh lên biến thông minh, liền quá trình tu luyện cũng bị miêu tả đặc biệt thoải mái, động một chút thì là tu luyện kết thúc về sau, toàn thân thoải mái, sau đó phun ra một mụn trọc khí. Nhìn giống như rất không tệ A à cô. Như vậy. Đến một phát. Chương 25, thăng cấp luyện công là nam nhân lãng mạn. Tiểu thư trai bên ngoài đông đóm vẫn tại bốn phía bay loạn, trăng tròn đeo ở trên trời, nhìn như rất gần, thực tế lại rất xa. Tại dạng này một cái tỉnh mịch ban đêm, lộ tầm bắt đầu chính mình đời này lần thứ nhất tu hành. Lúc trước nói qua, nếu như không đi dựa vào làm nhiệm vụ hoặc là giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm, thành thành thật thật đã tọa tu hành, cũng là có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy, liền có thể thăng cấp công pháp. Lộ tầm trước mắt là ngộ tính một, dựa vào tu luyện thu hoạch điểm kinh nghiệm, số lượng sẽ tương đối ít nhưng hắn vẫn là nghĩ ổn định lại tâm thần thử một lần lần thứ nhất nha dù sao cũng nên hảo hảo thể nghiệm một chút sưu đến một chút liền thăng cấp cái kia cũng quá nhanh tương đương với dây thăng quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt nhắm hai mắt tại trên giường khoanh chân ngồi xuống lộ tầm bắt đầu nếm thử khởi vận chuyển chu thiên hắn cũng không hiểu biết ở tại hắn sát vách miêu nam bắc không còn trên giường nằm sấp mà là ngồi dậy một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắt trong rừng chút nhỏ trên hòn đá đạo cô nữ tử cũng nghiêng đầu, hướng tiểu thư trai phương hướng nhìn một chút. Tiên sinh cùng cái khác các sư huynh đệ không ở nhà, tiểu sư đệ tu hành việc học tự nhiên là từ hai nàng phụ trách. Lộ tầm tư chất không tốt, này đã sớm không phải bí mật. Nhưng con đường tu hành có này chỗ kỳ diệu, rất nhiều thứ vậy thật là nói không rõ. Thực khí quyết yếu tố tại tên trong liền viết rất rõ ràng, đó chính là nuốt thiên địa linh khí. Nói xác thực, không chỉ là ma tông, hết thảy ma môn công pháp, đi đều là này chiêu số. Lộ tầm tư chất không tốt, cảm giác được thiên địa linh khí có điểm mỏng manh, tốc độ hấp thu cũng tương đối chậm. Nhưng hắn người này đi, làm việc thời điểm tương đối chuyên chú, tâm rất tỉnh, đây là một sự giúp đỡ lớn. Rất nhanh, hắn liền cảm giác thân thượng ngứa. Lần thứ nhất nha, không thuần thục cũng rất bình thường, hơi có chút ngứa, có cái gì kỳ quái đâu đâu. Sau đó không bao lâu, hắn cảm thấy có điểm đau nhất. Lần thứ nhất nha, đau nhất một chút cũng có thể lý giải. Sau đó, hơi đau liền biến thành kịch liệt đau nhất. Ngày lộ tầm kém chút tâm thần thất thủ nhưng rất nhanh liền ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện hắn giờ phút này nếu như bỏ dở nửa chừng không chừng sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm tẩu hỏa nhập ma cũng không đến nổi tu vi cao thâm người mới có tư cách tẩu hỏa nhập ma đám thái điểu không xứng nhưng khẳng định không có chỗ tốt chính là lấy được đằng sau lộ tầm đều đau đến có điểm hoảng hốt làm sao cùng tiểu thuyết trong viết không giống nhau đây là hắn giờ phút này ý nghĩ duy nhất bất quá nghĩ đến cũng đúng nếu tu hành thật thoải mái tựa như là làm xoa bóp vậy cái này chính là hưởng thụ hưởng lạc ai không biết a à. trên thực tế tu hành thật rất đau khổ cần đại nghị lực rất nhiều người chính là thiên phú tốt nhưng không đủ kiên nghị cho nên không có cái gì thành tựu lộ tầm tuy nói trước mắt có thể dựa vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp nhưng hắn cũng muốn nhìn xem chính mình lần đầu tiên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào tu luyện một lần công pháp được xưng là một cái tiểu chu thiên nếu như tu luyện 10 lần đó chính là một cái đại chu thiên lộ tầm muốn nhìn một chút chính mình có thể làm được trình độ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn toàn thân trên dưới đã ướt đẫm. Bởi vì đau đớn kịch liệt, hắn thân thể bắt đầu điên cuồng đổ mồ hôi. Chịu đựng đau đớn, thói quen đau đớn, hưởng thụ đau đớn, đây là một cái quá trình. Lộ tầm có lẽ là thiên phú dị bẩm, hắn thế mà ẩn ẩn có thói quen đau đớn, trình độ. Một cái tiểu chu thiên, hai cái tiểu chu thiên, ba cái tiểu chu thiên. Quý lê tại bên cạnh đã xem mộng. Liền sát vách miêu nam bắt đều lấy làm kinh hải, một đôi mắt mèo trong tròng mắt kém chút biến thành hình bầu dục. Chính mình lần thứ nhất lúc tu luyện. Giống như không có hắn như vậy có thể chịu a. À. Bất quá nghĩ đến đây là vị nói nhảy núi liền nhảy núi ngoan nhân, tự hồ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhà mình tiểu sư đệ mặc dù lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, nhưng tự hồ rất yêu trà đạp chính mình thân thể a. À. Thẳng đến vận chuyển xong một cái đại chu thiên về sau, trời đều sắp sáng. Lộ tầm mở hai mắt ra, miệng lớn thở hỗn hển, cảm giác cả người kém chút liền một hơi bế đi con chó tân thủ công pháp nhập môn, kêu cái gì, thực khí quyết ca, còn không bằng đổi tên gọi, đau bụng kinh. Hắn một bên thở hỗn hển, một bên nhìn về phía chính hung hăng nhìn hắn chầm chầm quý lê. Trơ mắt nhìn quý lê bên cạnh lại toát ra một chuỗi trị số. Độ thiện cảm, một. 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 Lộ tầm. Ta lại làm gì ta? Hắn cũng không biết, lại hắn sát vách miêu nam bắt ở trong lòng đã công nhận hắn, liền trong rừng trúc vị kia tại hắn tu luyện kết thúc sau cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu vị tiên sinh này đệ tử mới chúng ta tiểu sư đệ bề ngoài như có chút hổ a à. hôm sau trời có chút sáng lên về sau quý lê liền đứng dậy cáo từ xuống núi nàng hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử mấy ngày nay sáng sớm đều là có thần khóa nàng phải đi bên trên đến nỗi một đối một phụ đạo đây không phải ngoại môn đệ tử đãi ngộ đợi nàng tấn cấp nội môn có chính mình chính thức sư tôn liền có thể tốt hơn rất nhiều xuống núi trước nàng nhìn thật sâu lộ tầng một chút dù sao phía sau núi là cấm địa nàng kế tiếp cũng không có gì lý do có thể lên núi, nếu như lộ tầm không tìm đến nàng, nàng không chừng một năm đều không nhìn thấy hắn một lần. Cái này khiến nàng không khỏi có chút thất lạc. Thẳng đến lộ tầm nói cho nàng, sẽ đến thăm hỏi nàng, nàng mới thật vui vẻ đi, đi đường thời điểm cũng nhịn không được nhảy nhót đến ước lượng mũi chân. Lộ tầm đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, liền lại về tới trong phòng của mình. Hắn mở ra mặt của mình tấm tin tức nhìn một chút, kinh nghiệm cuộc nơi tiêu chính là 686, 100, có thể thăng cấp. Khổ tu cả đêm, một cái đại chu thiên, 10 cái tiểu chu thiên mới cho 20 điểm kinh nghiệm. Ngộ tính mục quả nhiên không được việc a, à, Lộ Tầm ở trong lòng thở dài nói. Thiên Trần cũng là hy vọng người chơi có thể làm nhiều chút nhiệm vụ, ấn bộ liền ban tu luyện, rõ ràng tác dụng không lớn. Hiện tại, không sai biệt lắm đến có thể thăng cấp thời điểm. Lộ Tầm không nghĩ quá nhiều, trực tiếp điểm kích thăng cấp. Cũng không có giống trong trò chơi như vậy, một đạo kim sắc quang mang theo dưới lòng bàn chân thoáng hiện, sau đó bay thẳng trời cao loại này thăng cấp đặc hiệu hoàn toàn chính là vì làm người chơi chơi thoải mái hơn càng mang cảm giác nhưng hắn có thế chân chân thật thật cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa cùng với lực lượng tăng lên quả nhiên a à, thăng cấp luyện công là nam nhân lãng mạn mà bản trong tin tức điểm linh lực ở vốn là không không hiện tại cũng chính thức biến thành 10 10 mặc dù bị tục xưng là thanh mana điểm linh lực vẫn như cũ ngắn đáng thương nhưng tiến hành theo chất lượng sao lại tại phòng trong nghiên cứu một hồi lâu bản tin tức bụng của hắn bắt đầu kêu lên đứng lên Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ đều đã có thể làm được tích cốc, nhưng lộ tầm cái này mới vừa vặn bước vào cánh cửa tu hành người, còn kém xa lắm đâu. Huống chi miệng lưỡi chi dục rất khó giới, hắn cũng không nghĩ giới. Ta đại ăn hàng đế quốc có thể đem ngoại lai xâm lớn giống loài ăn thành cần nhờ nhân công nuôi dưỡng mới đủ ăn, các lão tổ tông phát dương quan đại trù nghệ, cũng không thể ném. Chỉ là không biết. Này phía sau núi có cái gì thích hợp bản thân ăn đồ vật. Cảm giác đói bụng lần nữa dâng lên, lộ tầm đi ra tiểu thư trai về sau, đập vào mi mắt, lại là một viên đại đại trứng mặn. Nhưng nhìn giống như không phải ăn thật ngon. Ma Tông Tông chủ thẩm diêm giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa, hơn nữa rõ ràng đã đợi một đoạn thời gian. Gặp qua tiểu sư thúc. Thẩm diêm hành lễ nói. Cùng lúc đó, lấy tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lộ tầm giờ phút này khác biệt. Thực khí quyết một tầng. Thẩm diêm có chút giật mình. Nhưng hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. PS, Công bố một chút nhóm độc giả, 706676428 nhập nhóm ám hiệu là bút danh của ta, nhà trẻ người đứng đầu, hoan nghênh đại gia vào nhóm, có rảnh cùng nhau mắng quản lý. Chương 26, Thanh vọng trị nhiệm vụ. Tiểu thư trai ngoài cửa, Thẩm Diêm đang đánh giá Lộ Tầm, Lộ Tầm đồng dạng đang đánh giá hắn. Có thế tự do xuất nhập tiểu thư trai người không nhiều, lại thêm Thẩm Diêm đặc biệt ngoại hình, cùng với hắn kia một mặt hắc lão đại tướng mạo, Lộ Tầm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đừng nhìn Thẩm Diêm hiện tại tòa hạ không có nhiều có tiền đồ đệ tử, nhưng đợi đến thiên trần chính thức open beta về sau, lại người chơi trưởng thành, theo ngoại môn đệ tử biến thành nội môn đệ tử lúc, thẩm diêm thoáng cái liền trở nên quý hiếm đứng lên. Hắn đặc biệt nhân vật hình tượng, thực đòi bộ phận người chơi thích, dù là thẩm diêm được xưng là nhất móc NPC một trong, cho nhiệm vụ ban thưởng đặc biệt ít, nhưng vẫn là có đại lượng người chơi tre và mang mọc. Ta trọc, nhưng ta cũng cường, đây chính là trong truyền thuyết đầu trọc cường đi. Người chơi đối với hắn sùng kính chi tình tự nhiên sinh ra. Lại nói, thẩm diêm hói đầu là bởi vì một lần mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma nếu như làm từng bước tu luyện là không có loại hiện tượng này nhưng có một ít ác thú vị người chơi cũng muốn trọc một chút liền chính mình đem đầu cạo sạch đến đằng sau thẩm diêm tọa hạ bộ phận người chơi còn bảo đoàn hợp thành một cái thực thần kỳ tổ chức quan đầu đảng đầu trọc đảng quan đầu đảng chủ yếu thành viên còn cần đem lông mày cũng cạo sạch tổ chức đó sức chiến đấu bưu hãn tướng mạo buồn cười hoặc là chết cười ngươi hoặc là chém chết ngươi tại thiên trần trong còn không hiểu ra sao xông ra đại danh đường tất nhiên đây hết thảy đều là nói sao thẩm diêm hướng lộ tầm được rồi một cái vãn bối lễ lộ tầm cũng đáp lễ lại nói gặp qua tông chủ tông chủ tại trong tông môn địa vị tự nhiên đặc thù mặc dù bối phận thấp lộ tầm một đoạn nhưng địa vị muốn cao hơn quá nhiều sở dĩ tiên sinh các đệ tử bình thường đều cùng thẩm diêm các luận các đích ngươi gọi chúng ta sư thúc chúng ta tôn xưng ngươi tông chủ dù sao đại gia lẫn nhau hành lễ chính là ngược lại là đợi đến trò chơi open beta một đống người chơi bái nhập ma tông toàn bộ đều phải gọi lộ tầm một tiếng tiểu sư thúc tổ ngẫm lại đều cảm thấy có điểm mang cảm giác đời ta cũng không cùng các ngươi đoạt trang bị đoạt nhiệm vụ đoạt quái an tâm khi các ngươi lão tổ tông nhưng cẩn thận một suy nghĩ về sau hắn lại cảm thấy nên đoạt vẫn là lấy được dù sao đối bọn hắn tới nói thiên trần chỉ là cái trò chơi nhưng đối lộ tầm tới nói này đã là nhân gian thẩm diêm nhìn lộ tầm ân cần nói không biết tiểu sư thúc thương thế khôi phục được như thế nào. Không có gì đáng ngại, vẫn là may mắn mà có tông chủ linh đan. Lộ tầm khẽ miễn cười nói. Hắn thấy thẩm diêm bộ dạng này chính là có chuyện tìm chính mình, liền hỏi, tông chủ là có chuyện gì không? Thẩm diêm nhẹ gật đầu, nói, tiên sinh lại thêm một đệ tử, đối với toàn bộ ma tông tới nói đều là chuyện vui, chúng ta những này làm vãn bối, tự nhiên cũng phải vì tiểu sư thúc làm một trận đại điển. Đại điển tại ngày mai cử hành, ta tới cùng tiểu sư thúc thông báo một tiếng. Lộ tầm nhẹ gật đầu, đây là thông thường quá trình, có thể lý giải. Làm toàn bộ ma tông bối phận kẻ cao nhất một trong, dù sao cũng nên lộ cái mặt, làm môn hạ đệ tử đều biết một chút. Khoan hãy nói, toàn bộ ma tông đối vị tiểu sư thúc này tổ đều tràn ngập tò mò. Dù sao trong truyền thuyết hắn lớn lên đặc biệt đẹp đẽ. Dù sao hắn kia kinh thiên nhảy lên làm các đệ tử đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh động như gặp thiên nhân. Thẩm Diêm thấy lộ tầm sắc mặt như thường, cũng không có gì khẩn trương cùng luống cuốn, ngược lại là yên lòng dù sao tiểu sư thúc vào cửa trước chỉ là cái phàm nhân, không nghĩ tới tâm tính cùng khí độ đều rất tốt. Bất quá vừa nghĩ tới hắn kết nối dẫn phong cũng dám nhảy, ngay trước chúng đệ tử mặt mở đại điển, làm đại gia vây xem một chút, lại có cái gì tốt hư. Đến giờ phút này, thẩm diêm tựa như mới nhớ tới cái gì, hướng về lộ tầm chắp tay nói, chúc mừng tiểu sư thúc, bước vào tu hành. Thực khí quyết một tầng, nhưng còn không phải là nhập môn nha. Lộ tầm cười đáp lễ, trong lòng lại nghĩ đến trứng mạng ngươi tại sao còn chưa đi, ta hiện tại thật đói hắn thực khí quyết một tầng thực lực, người ngoài tự nhiên có thể một chút nhìn ra, mà nếu như hắn đi quan sát thẩm diêm cụ thể tin tức, loại trừ tính danh bên ngoài, tất cả đều là. Bất quá hắn nếu là để bắt cảnh cường giả, vậy chờ cấp chính là hơn 80 cấp. Hơn 80 cấp, mạnh ngoại hạng. Lộ tầm xuyên qua trước, trò chơi đẳng cấp cũng mới khai phóng đến cấp 60. Thẩm diêm sở dĩ cảm thấy một tia kinh ngạc, là bởi vì lộ tầm tốc độ tu luyện có điểm nhanh. Trong vòng một đêm tu thành thực khí quyết một tầng, kỳ thật cũng không tính hiếm lạ có chút kỳ tài ngút trời khả năng chỉ cần một canh giờ con đường tu hành càng đến phía sau càng là gian nan nhưng nhập cửa vẫn là không khó chỉ là lộ tầm tư chất kém đến lạ thường đặt ở trong đệ tử ngoại môn đều là kém cỏi nhất cái chủng loại này lấy loại tư chất này còn có dạng này tu hành tốc độ cái này làm thẩm diêm đều cảm thấy hơi kinh ngạc không phải là ta viên linh đang kia còn có linh lực lưu lại sau đó bị tiểu sư thúc hấp thu thẩm diêm suy đoán nói bất quá vừa nghĩ tới đối phương là tiên sinh chọn chúng đệ tử như vậy, dù là lại thần kỳ cũng đều có thể lý giải. Tiên sinh chế định thu đồ điều kiện cổ quái như vậy, khẳng định có lão nhân gia ông ta suy tính. Ngược lại là Lộ Tầm tại hiểu rõ xong đại điển tương quan công việc về sau, nhìn có điểm thất thần. Nguyên nhân rất đơn giản, thế mà tiếp thu được nhiệm vụ. Đinh. Phát động tông môn thanh vọng trị nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy. Lộ Tầm nhìn thoáng qua nhiệm vụ tường tình, đơn giản chính là nói chính mình tại ma tông bối phận thực cao, muốn dựng nên trưởng bối uy tín đem thanh vọng trị cho nâng lên đến 2.000 điểm. Hắn tối hôm qua liền chú ý một chút cái này cái gọi là thanh vọng trị, hắn bây giờ tại ma tông thanh vọng trị là 900 điểm. Không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt không tính thấp. Sở dĩ có 900 trị số này là bởi vì gần nhất trong tông môn lưu truyền rất rất nhiều liên quan tới hắn truyền ngôn, một nguyên nhân khác chính là đại gia tôn kính tiên sinh, hắn là tiên sinh đệ tử, tự nhiên cũng liền tôn kính hắn. Nói đơn giản một chút, này 900 điểm thanh vọng trị, một nửa trở lên đến từ thân phận cùng địa vị gia trì, cùng hắn bản nhân quan hệ không có lớn như vậy. Nhiệm vụ này độ khó kỳ thực thực cao, nhưng là nhiệm vụ ban thưởng cũng thực phong phú, có trồng rã một vạn điểm kinh nghiệm, cùng với thuộc tính đặc biệt điểm. Theo lý thuyết, thanh vọng trị nhiệm vụ cũng không phải là trò chơi giai đoạn trước có khả năng phát động, đại bộ phận người chơi muốn trở thành nội môn đệ tử về sau, mới có thể phát động loại nhiệm vụ này. Nhưng người nào gọi lộ tầm bước chân bước đến có hơi lớn đâu. Người chơi trở thành nội môn đệ tử lúc, đẳng cấp đã không thấp, một vạn điểm kinh nghiệm không tính là gì nhiệm vụ này lớn nhất ban thưởng chủ yếu là thuộc tính đặc biệt điểm thứ này thực trân quý thông thường trong nhiệm vụ lấy không được bao nhiêu cần dựa vào nhiệm vụ ẩn hoặc là độ khó rất lớn đỉnh tiêm nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được nhưng đối với bây giờ lộ tầm tới nói này lượng hạng ban thưởng đều là đồ tốt a chủ yếu nhất là trong trò chơi soát thanh vọng trị muốn làm từng bước không ngừng làm một ít sư môn nhiệm vụ đặc biệt phiền phức cần tích lũy tháng ngày chỉ là hắn bây giờ này 900 điểm thanh vọng trị người chơi bình thường chạy chân gãy đều không nhất định có thể lấy được huống chi hắn bây giờ xuyên việt rồi lại thêm thân phận đặc thù tự hồ nhưng điều khiển không gian phải lớn hơn nhiều người chơi bình thường đề cao thanh vọng trị chính là cần cù chăm chỉ vì ma tông làm trâu làm ngựa làm đại gia hỏa nhìn chính mình cố gắng mà cao chơi nhóm bình thường chọn tại trong tông môn điên cuồng trang bức làm đại gia hỏa biết ta có nhiều ngư bức ngắn ngủi chỉ chốc lát lộ tầm trong nội tâm đã có đơn giản kế hoạch trong lúc hắn suy nghĩ càng thêm phát tán thời điểm thẩm trứng mạng cưỡng ép đem hắn kéo lại hắn thấy lộ tầm thất thần liền hỏi tiểu sư thúc thế nhưng là có chút lo lắng lộ tầm vội vàng vẫy vẫy tay kế tiếp nội dung nói chuyện lại tập trung đến đại điển phía trên thẩm diêm cùng hắn đại khái giảng thuật một chút quá trình lộ tầm liên tiếp gật đầu không có điều gì dị nghị đem hết thảy đã định về sau hắn liền cáo từ rời đi lộ tầm sờ sờ chính mình rỗng kết bụng hít sâu một hơi nói rốt cuộc có thể đi làm ăn tất nhiên tại kiếm ăn trước hắn chưa nhận lấy nhiệm vụ đinh nhiệm vụ nhận lấy thành công trước mắt nhiệm vụ tiến độ, thanh vọng trị 900, 2000. Chương 27, khói lửa. Tiểu thư trai bên ngoài, lộ tầm đứng ở đằng kia, thế mà trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào tìm đồ ăn. Phía sau núi rất lớn, lại cũng chỉ ở mấy người như vậy, mà lộ tầm là một cái duy nhất cần ăn một ngày ba bữa, cùng ngoại môn đệ tử không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngoại môn đệ tử chỗ ở ngược lại là có nhà ăn, nhưng lộ tầm cũng không thể mỗi ngày vì ăn cơm no, liền trèo đèo lội suối A. Huống chi tài nấu nướng của hắn thật không vô lại, chỉ cần cho hắn nguyên liệu nấu ăn là được, hắn càng yêu tự mình làm. Kiếp trước hắn cùng muội muội lộ du sống nương tựa lẫn nhau, bình thường đều từ hắn nấu cơm. Vừa học vừa làm thời điểm còn từng đi mổ gia tiệm cơm bếp sau giúp qua một chút, học trộn không ít. Về sau vị kia đầu bếp thấy lộ tầm tại trụ đạo bên trên thiên phú không sai, tâm tình tốt thời điểm sẽ làm cho hắn ở bên cạnh nhìn, xem như dạy qua hắn mấy món ăn. Vị này đầu bếp mặt rất hôi thối, bếp sau người đều sợ hắn, hắn xem lộ tầm nhất không vừa mắt, mắng lộ tầm số lần nhiều nhất, thường xuyên người khác đều kết thúc công việc, hắn còn muốn đem lộ tầm lưu lại đơn độc hung ác phê một trận, chỉ ra hắn làm được không tốt địa phương, sau đó tại trước khi đi mặt lạnh ném cho hắn một cái hộp giữ ấm, bên trong tất cả đều là còn duy trì ấm áp đồ ăn. Muội mụi lộ du liền đặc biệt thích ăn đầu bếp làm đồ ăn, mỗi lần lộ tầm đem hộp giữ ấm mang về, nàng ăn đều đặc biệt mở tâm. Vị này đầu bếp, lộ tầm vẫn luôn coi hắn là nửa cái sư phụ. Cùng ụt cùng ụt. Còn tại kéo dài kêu to bụng đem lộ tầm suy nghĩ lại kéo về đến trong hiện thực suy nghĩ một lát sau, hắn đi gõ miêu nam bắt cửa phòng, hỏi thăm nàng phía sau núi trên có không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. làm người nha, trọng yếu nhất chính là nói ngọt tâm đen. tại lộ tầm mở miệng một tiếng tứ sư tỷ dưới, miêu nam bắt lăng là bị hắn cho lừa dối cùng đi bắt thịt rừng nhi. tại miêu nam bắt trong mắt, chính mình là cùng thiện sư tỷ. tại cẩu vật trong mắt, nàng thành ngựa dụng săn mèo. cuối cùng, miêu nam bắt bắt hai đầu cá, cùng với một đầu gà rừng. phía sau núi kỳ thật có không ít vật sống chỉ bất quá loại trừ đám kia tại ban đêm bốn phía bay loạn đong đóm, cái khác những động vật đều thực ăn ý sẽ không thái quá tới gần đỉnh núi tiểu thư trai, cũng không biết là cái gì. Đem hai đầu sống cá cùng gà rừng mang về tiểu thư trai về sau, lộ tầm liền bắt đầu bắt đầu làm đồ ăn. May mà phòng bếp trong thứ gì cũng không thiếu, dựa theo miêu Nam Bắc mà nói nói, đó chính là tam sư huynh thực thích làm đồ ăn, chỉ là làm ra đồ vật đều đặc biệt khó ăn, còn lão mời người khác thử đồ ăn. Có rượu không? Lộ tầm nhìn hai đầu cá, hỏi dòng suối nhỏ trong chục tới cá xem như cá sông, mang một ít đất mùi tanh, dùng gừng cùng rượu đi tanh, sẽ vị đẹp rất nhiều, nhưng phòng bếp trong nhưng không có rượu. Tam sư huynh phòng trong khẳng định có, ta đi trộn điểm. Miêu Nam bắt hấp tấp liền đi. Nàng nguyên bản đối với làm đồ ăn là không có gì hứng thú, làm sao lộ tầm hình dung quá mức mỹ vị mê người. Phái từ đặt câu đều rất có hình ảnh cảm giác, nàng nghe lời của hắn, thế mà cảm giác đã nếm đến mùi vị. Mồm miệng nước miếng A, hút lưu. Cũng không lâu lắm, Miêu Nam bắt liền ôm một cái ít rượu đàn theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiểu hài tử không yêu đi cửa chính, huống chi nàng vẫn là con mèo nhỏ, rất thích tại cửa sổ kia nhảy tới nhảy lui. Như vậy trực tiếp cầm. Không có vấn đề sao? Lộ Tầm hỏi. Không có việc gì, Tam sư huynh nóng tính tốt, hắn nói qua, hắn trong phòng đồ chơi nhỏ ta tùy tiện chơi. Hơn nữa hắn trí nhớ rất kém cỏi, hắn khả năng cũng không biết chính mình trong phòng có bao nhiêu vò rượu. Cái kia sẽ không phải là cái gì tiên tử a? À? Lộ Tầm hỏi hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không dám dùng. Một ít dùng tài liệu quý hiếm sản xuất tiên tử thế nhưng là vật đại bổ, lấy hắn bây giờ tu vi, loạn nếm có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi. Miêu Nam bắt một bên thuần thục mở ra bình rượu, vừa nói, ngươi yên tâm, tam sư huynh rất nghèo, đều là chút bình thường nhất rượu. Không biết vì cái gì, tại Miêu Nam bắt một phen miêu tả hạ, lộ tầm mặc dù chưa thấy qua tam sư huynh, nhưng đã có đại khái nhân vật hình tượng, tính tính tốt, trù nghệ đồ ăn, trí nhớ kém, đặc biệt cùng chỉ là luôn cảm giác quái chỗ nào quái, đường đường tiểu thư trai tam sư huynh, đồng dạng là hắn xuyên qua trước cũng chưa thấy qua nhân vật, cứ như vậy. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là ăn cơm, thế là hắn cũng không làm kêu, trực tiếp bắt đầu bày ra khởi tay nghề. Chọc tới cá là cá chim, sở dĩ hắn chuẩn bị làm một đạo mân đồ ăn, cá kho. Cá nhập chảo dầu về sau, muốn ít động nó, đây là cá nướng tối kỵ. Cá nướng không thể luôn lật qua lật lại, không thì thoáng cái liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Đem gia vị bỏ vào về sau, mùi thơm thoáng cái liền đến, nước canh màu sắc no đủ, nhìn liền thực mê người. Lộ tầm hỏi, tứ sư tỷ, ngươi ăn cây sao? Ăn, hút lưu. Khi nhị sư tỷ ăn cây sao? Cũng ăn, hút lưu. Tiểu thư trai trong phòng bếp ngược lại là cũng có hoa tiêu, nhưng lộ tầm không có phóng quá nhiều. Đem cá đốt hảo về sau, chính là gà. Nghĩ nghĩ về sau, hắn làm giấm xào gà. Phòng bếp cốc trong thế mà còn đặt vào một cái vạt lớn tử, bên trong tất cả đều là gạo. Này vạt lớn cùng những cái kia trang hoa tiêu cùng hành gừng tỏi những này phối liệu cái hộp nhỏ tất cả đều là làm mật pháp, phòng ngừa gạo cùng phối liệu biến chất. Tam sư huynh xem ra là thật trầm mê ở trù đạo A. Đem đồ ăn toàn bộ đốt hảo về sau, lộ tầm vừa nghiêng đầu, liền thấy Niêu Nam bắt mang theo một cái tiểu trúc rổ, trong mong đứng ở một bên. Thấy lộ tầm đốt tốt, nàng mau đem đồ ăn bỏ vào tiểu trúc trong rổ. Bọn họ muốn đem đồ ăn đưa đến trong rừng trúc, trước cho nhị sư tỷ đưa đồ ăn miêu nam bắt lần này rất gấp sở dĩ là mang theo lộ tầm bay qua nhưng nàng không có can đảm trực tiếp đáp xuống nhị sư tỷ khoanh chân ngồi tảng đá kia trên mà là rơi xuống đường hẹp quanh co bên trên gặp qua nhị sư tỷ lộ tầm cùng miêu nam bắt đồng nói nhị sư tỷ tiểu sư để đốt hai món ăn chúng ta mang tới cùng ngươi cùng nhau ăn miêu nam bắt lớn tiếng nói tại vị trí này lộ tầm vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy nhị sư tỷ thon gầy bóng lưng trông thấy nàng có chút gật đầu miêu nam bắt đem tiểu trúc rỗ buông xuống bắt đầu điểm khởi đồ ăn. Nhị sư tỷ ngồi xếp bằng hòn đá căn bản không ngồi được ba người, nàng tạm thời lại giống là họa địa vi lao đồng dạng, sở dĩ đại gia muốn tách ra ăn. Chỉ là cá chỉ có hai đầu, người lại có ba vị, này nhưng làm sao chia? Cá là nàng bắt, bắt thời điểm không nghĩ nhiều, chủ yếu là cũng không nghĩ tới lộ tầm làm đồ ăn thơm như vậy, sớm biết liền nhiều bắt chút. Do dự ngắn ngủi ba giây về sau, nàng trực tiếp phân một con cá cho nhị sư tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng mặc dù rất sợ nhị sư tỷ, nhưng kỳ thật cùng nhị sư tỷ quan hệ cũng rất tốt. Miêu Nam Bắc còn mang theo chút ít tính tình trẻ con, mà rất nhiều hài tử đều là dạng này, người có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng không cho phép nhúc nhích ta tiểu bánh bích quy. Tiểu hài tử nếu như nguyện ý đem chính mình thích ăn đồ vặt phân ngươi một nửa, đó chính là thật thích ngươi. Huống chi đây là một đầu từ một con thích ăn cá bé mèo kitty chia cho ngươi cá. Cuối cùng, nhị sư tỷ là ngồi tại trên hòn đá ăn, lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc thì tại đường hẹp quanh co bên cạnh ngồi xuống thịt cá cùng thịt gà đều ăn thật ngon, lộ tầm tay nghề không có trượt, miêu nam bắt ăn đến con mắt đều sáng lên, một đôi lỗ tai mèo thực hài lòng nhích tới nhích lui, làm cho người ta muốn sờ một chút. Lộ tầm cười cười, thịt cá chỉ động một đũa, liền đều nhường cho nàng. Trong núi cơn gió thổi qua, trong rừng trúc vang xào xạc. Tại cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới, lộ tầm lần thứ nhất có như vậy một chút nhi cảm giác ấm áp, dù là tất cả mọi người chỉ lo ăn, không có người nói chuyện. Có lẽ thật là ứng câu nói kia. Khói lửa nhân gian ký nhất vũ phàm nhân tâm. Nghĩ đến cho dù là không còn tính phàm nhân người tu hành nhóm, cũng là như thế. Chương 28, cấm ngôn phần ăn tìm hiểu một chút. Ta ăn được á. Trong rừng trúc, Miêu Nam bắt sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ mấy lần, buông xuống trong tay đũa. Nói xác thực, cũng không phải là ăn xong, mà là đã ăn xong. Không chỉ là hắn cùng Miêu Nam bắt đã ăn xong, liền theo trên hòn đá đáp xuống chén dĩa trong, cũng là không. Nhìn ra được, mặc kệ là nhị sư tỷ vẫn là tứ sư tỷ, đều dùng hành động thực tế vì nhà mình tiểu sư đệ trù nghệ điểm cái tán. Nấc. Miêu Nam bắt trước tiên đánh cái nấc. Nàng vội vàng dùng chính mình tay nhỏ che miệng, một mặt thất thố biểu tình, còn chứa vô tội, phản phất tại nói, các ngươi nghe lầm, không phải lão nương đánh. Sau đó, nàng lại đánh một cái. Thanh âm theo nàng giữa ngón tay lộ ra, rõ ràng có thể nghe. Rất rõ ràng, dù là tu vi lại cao, loại này nhân thể phản ứng tự nhiên, từ đầu đến cuối cũng là không nín được. Bởi vậy, trên hòn đá lạnh lùng nói cô, Tại cố nén sau một thời gian ngắn, thế mà cũng đánh cái nấc. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng Lộ Tầm cùng Miêu Nam bắt đều nghe thấy được. Này làm nàng có điểm buồn bực, liền phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Lộ Tầm cùng Miêu Nam bắt nhanh lên chạy trốn, rời đi rừng trúc trước, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn Nhị sư tỷ bóng lưng. Nhị sư tỷ thật sự rất gầy a, à, hắn ở trong lòng nói. Đạo bào rộng lớn bao phủ tại trên người nàng, càng phát ra nổi bật ra nàng thon gầy. Cảm giác đều hơi gầy quá mức lộ tầm trong đáy lòng thế mà toát ra một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Có muốn thử một chút hay không đem nàng cho béo đâu? Nghĩ đến hẳn là rất thú vị đi. Đến tột cùng có thể thành công hay không vỗ béo nhị sư tỷ, lộ tầm tạm thời không có đáp án, mỗi người thể chất khác biệt, mỗi vị người tu hành thể chất càng là chênh lệch rất xa. Nhưng một ngày ba bữa hắn khẳng định là sẽ làm, hắn tu vi còn, không thể tiếp cốc, huống chi hắn kiếp trước liền xem như nửa cái lão tham ăn, giới không được miệng lưỡi chi dục, cũng không nghĩ giới. Đầu lưỡi của hắn, chọn đâu? mà xem như một ưu tú đầu bếp hắn đem cho béo nhị sư tỷ cho gia nhập vào trong kế hoạch coi như cuộc sống nhàm chán trong tìm điểm niềm vui thú đi nói trở lại đối với lộ tầm tấn thăng đến thực khí quyết một tầng mặc kệ là miêu nam bắc vẫn là nhị sư tỷ đều là liếc thấy ra tới nhưng các nàng không có chút nào kinh ngạc có lẽ tại các nàng xem đến lộ tầm làm tiểu thư trai một viên bất kể như thế nào đặc thù kia cũng là chuyện đương nhiên đừng nói hắn chỉ là trong vòng một đêm tấn thăng đến thực khí quyết một tầng, dù là hắn nhiều tấn thăng mấy tầng, đại gia cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. So sánh những này, các nàng càng coi trọng lộ tầm lúc tu luyện kiên nghị, khi càng làm cho các nàng hơn động dung. Về tới tiểu thư trai về sau, Miêu Nam bắt lại quể oải ghé vào cửa ra vào phơi khởi mặt trời. Ăn uống no đủ bé mèo Kitty lại bắt đầu co quắp. Lộ tầm ngồi tại bên cạnh nàng, hỏi, tứ sư tỷ, tiên sinh lúc nào trở về? Điểm này lộ tầm thực quan tâm. Ta nào biết được miêu nam bắt đương nhiên nói liền không có đại khái thời gian lộ tầm im lặng tự nhiên không có có lúc khả năng mấy ngày có lúc khả năng mấy tháng có đôi khi mấy năm cũng là có khả năng miêu nam bắt khoác tay áo nói lộ tầm buồn bực tiếp tục hỏi khi tiên sinh xuống núi là vì cái gì làm toàn bộ thiên trần thần bí nhất nhân vật một trong lộ tầm đối với hắn tràn ngập tò mò chơi thôi miêu nam bắt dây trở về đều chưa từng có đầu óc lộ tầm ngươi xác định liền không có một chút xíu cao đại thượng lý do. Còn là bởi vì nàng là tính tình trẻ con, sở dĩ xuống núi liền đương nhiên nghĩ đến chơi. Ân, ừ, nhất định là như vậy không sai. Thế ngoại cao nhân làm sao có thể là xuống núi đi chơi. Đã hàng huyên nửa ngày cũng trò chuyện không ra cái hoa văn đến, lộ tầm liền về trong phòng đi. Hắn ngược lại là cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu mặt của mình tấm tin tức. Bây giờ, kinh nghiệm của hắn cuộc nơi biểu hiện chính là 586, 500, còn đầy đủ hắn lại tăng cấp một. Nhưng hắn tạm thời không có quyết định này. Trước kia đi, chỉ coi là đang chơi trò chơi, có thể thăng cấp liền lập tức thăng. Nhưng bây giờ là sống sờ sờ còn sống, ít nhất phải trước thích ứng một cái đi. Nói như thế nào đây, hắn chính là nghĩ nghiên cứu một chút chính mình bây giờ thân thể cùng tu vi cường độ, cảm giác rất thú vị. Nghiên cứu triệt để về sau, lại tiếp tục thăng cấp. Bản tin tức tạm thời cũng liền như vậy, nhìn không ra hoa dạng gì đến, hắn hiện tại tương đối lưu ý chính là, dưới gốc phải một cái đến ngược. Tại trong ấn tượng Thiên Trần, tại khai phục trước liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, mà diễn đàn game càng là ở bên trong đo trước đó liền đối với bên ngoài mở ra. Cụ thể là ở đâu một ngày mở ra diễn đàn game, lộ tầm đã sớm quên, loại chuyện này hắn nơi nào sẽ đặc biệt đi nhớ kỹ ngày đâu. Nhưng là, hiện tại cái này dưới góc phải đếm ngược đang nhắc nhở hắn, diễn đàn game liền muốn đối ngoại mở ra, cái này đếm ngược, chính là diễn đàn mở ra thời gian. Kỳ quái, khoảng cách người chơi buông xuống còn có 3 năm, diễn đàn mở ra sớm như vậy sao? Chẳng lẽ lại, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua căn bản cũng không nhất trí những vấn đề này hắn tạm thời cũng không cách nào nghiên cứu hắn hiện tại liền yên lặng chờ bởi vì hắn rất hiếu kỳ hắn có thể hay không nhìn thấy diễn đàn thượng tin tức theo lý thuyết bản tin tức cùng những chức năng khác đều thành xuyên qua phúc lợi chính mình loại trừ thân phận biến thành npc bên ngoài những chức năng khác tựa hồ cùng người chơi không có bất kỳ cái gì khác biệt như vậy diễn đàn cũng hẳn là có thể trông thấy nếu tại thiên trần lịch bốn nghìn năm các người chơi thật buông xuống như vậy diễn đàn đối lộ tầm trợ giúp liền rất lớn đếm ngược kết thúc về sau hắn quả nhiên thấy được bắn ra đến tin tức diễn đàn game đã mở ra hắn nhấn một cái bên trong rỗng tuyết qua hai ba giây hắn đổi mới một chút loạn thất bát tao bài cuộc giống như là thủy triều vọt tới đại bộ phận đều là một ít không có ý nghĩa gì nước thiếp hắn cũng lười đi cẩn thận đọc qua lộ tầm thử nghiệm phát bài viết kết quả phát hiện hắn phát không được đáng chết vậy phải làm sao bây giờ lộ tầm khẩn trương các người chơi đều yêu phun NPC, không chừng hắn về sau cũng sẽ bị người chơi giận phun. Này chẳng phải là đại biểu cho chính mình cũng không thể ngụy trang thành người qua đường, sau đó âm dương quái khí phun trở về. Dựa vào, thế mà tước đoạt ta cùng bàn phím hiệp nhóm một trận chiến rốt cuộc quyền lực. Bị tức lộ tầm trực tiếp đóng cửa diễn đàn, không còn đi xem. Hắn hiện tại tựa như là tại trừ trừ nhóm trong bị cẩu quản lý cho cấm ngôn, càng xem sẽ càng khó chịu. Giờ phút này hắn ngược lại là suy tư tới chính mình kế tiếp con đường phát triển người chơi là khẳng định phải sử dụng không lợi dụng người chơi làm cái gì npc ở người chơi trong mắt npc chính là một đám công cụ người nhưng ở lộ tầm trong mắt người chơi làm sao không phải công cụ người đâu có lẽ ở cái thế giới này đặt chân người chơi sẽ là hắn trợ lực lớn nhất như vậy tại thiên trần chính thức open beta trước ta có phải hay không cũng nên xông ra chút manh mối mới được nếu chỉ là cái tiểu trong suốt npc người chơi là sẽ không đi theo vừa nghĩ đến đây Hắn đem ánh mắt lần nữa tập trung đến thanh vọng trị nhiệm vụ, trên, nhiệm vụ này xem ra phải nhanh lên một chút hoàn thành mới được, đã có thể tích lũy danh vọng của mình, còn có thể thu hoạch khả quan điểm kinh nghiệm, nhất cử lưỡng tiện. Hắn là một cái làm việc có kế hoạch có trật tự người, chú ý cũng đặc biệt nhiều. Trong trò chơi lão âm tất nhóm đại bộ phận đều là loại người này, tâm rất bẩn. Hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ một ít đại khái kế hoạch, ngày mai không phải phải đặc biệt vì hắn mở một trận đại điển nha, vừa lúc có thể thử một chút. Chương 29, trước mắt bao người hôm sau, lộ tầm sớm đã ra khỏi giường. Tối hôm qua hắn lại tu hành mấy lần, đau đến hắn cảm giác hơi thoải mái. Mà điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới 606, 500. Sáng nay sẽ có đại điển vì hắn tổ chức, đây là toàn bộ ma tông đều ít có việc quan trọng. Theo lý thuyết, chúc mừng tiên sinh thu đồ, tiên sinh cùng hậu sơn tiểu thư trai chư vị sư huynh sư tỷ đều nên ở đây mới đúng. Chỉ là lấy tiên sinh tính nết, hắn là sẽ không tới, trước đó nhận lấy mấy vị đệ tử lúc, mỗi một trận đại điển hắn đều không có trình diện, có đôi khi thậm chí không ở trên núi tiên sinh chỉ là đã phân phó thẩm diêm làm hắn tùy ý lo liệu thuận tiện không phải sao rõ ràng tân thu một đệ tử tiên sinh cũng không có muốn về núi ý tứ còn tại trong thế tục đi xa đâu vậy liền theo quy củ đến từ tông chủ cùng chư vị phong chủ nhóm xử lý toàn bộ tiểu thư trai yêu thấu loại này náo nhiệt chỉ có miêu nam bắc sở dĩ luôn luôn yêu ngủ nướng nàng hôm nay khởi một cái thật sớm lộ tầm có đôi khi đều buồn bực tiểu nha đầu này không cần tu hành sao rời giường rửa mặt một phen về sau lộ tầm lần thứ nhất đổi lại tượng trưng cho hắn ma tông tiểu sư thúc tổ địa vị trường bào màu đen chỉ là một cái biểu tượng thân phận quần áo mà thôi cứ nhiên là dạng pháp khí cũng chính là trang bị hoàng kim lộ tầm nhìn một chút liền nổi lên tin tức một cái vật liệu trân quý nhưng không thêm bất luận cái gì thuộc tính ngoại bào nói đơn giản một chút đây chính là kiện xa xỉ phẩm lộ tầm vốn là đẹp mắt phủ thêm cái này màu đen ngoại bào về sau nếu như dệt hoa trên gấm dù sao lớn lên đẹp mắt người mặc bao tải cũng đẹp, mà có ít người mặc triều bài cũng có thể xuyên ra hàng vỉa hè hàng hương vị. Đi ra khỏi phòng về sau, ghé vào ghế lớn thượng miêu nam bắt đều nhìn hắn nói, chật chật, lúc trước làm ta xinh đẹp tọa kỵ thật tốt. Lộ tầm không để ý tới nàng, một cái lô ly, suốt ngày chỉ biết cưỡi cưỡi cưỡi. Nếu không phải đánh không lại, ta hiện tại liền cho ngươi cái đầu sụp đổ nhi. Canh giờ còn chưa tới, lộ tầm cùng miêu nam bắt không vội mà đi tới chủ phong. Hắn nhìn miêu nam bắt một chút, hỏi, tứ sư tỷ ngươi trận kia đại điển, nhưng có lên đài răng dạy. Đại điển thượng là có lên đài răng dạy khâu, có điểm giống là làm lộ tầm lên đài cho chúng đệ tử diễn thuyết. Làm hắn nhớ tới đọc sách niên đại những cái kia thành phố học sinh ba tốt, trường học ưu tú cán bộ. Tự nhiên là có lên đài qua. Miêu Nam bắt dơ lên chính mình cầm nhỏ. Ờ. Khi tứ sư tỷ nói thứ gì? Lộ tầm hiếu kỳ nói. Miêu Nam bắt kia một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút, đương nhiên nói, chớ chọc lão nương, lão nương một đao chém ngươi đầu lộ tầm. Hắn đều tưởng tượng ra ngày đó, dưới đại cao chúng đệ tử ăn phân đồng dạng biểu tình. Cũng chính là ngày đó, chấp pháp trưởng lão công thâu bàn để mắt tới lô ly, biết con hàng này không phải người hiền lành. Canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi. Miêu Nam bắt quay đầu đối lộ tầm nói, nghe có điểm giống là cổ đại ngục tốt đối phạm nhân nói lời. Lộ tầm nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng nhau ngồi lên Miêu Nam bắt hạt giấy. Nếu như dựa vào hắn 11 đường xe bớt xuống núi lại đến núi, không khỏi vất vả chút đại điển tại ma tông thủ phong tổ chức, nên trình diện toàn bộ đều trình diện. Một đám đệ tử nhóm đều nghĩ đến xem thật kỹ một chút mới tới tiểu sư thúc tổ đến cùng có phải hay không như trong truyền thuyết cốt như vậy xem, cũng muốn nhìn xem vị này nói nhảy núi liền nhảy núi, hơn nữa còn thật không có chết trẻ tuổi trưởng bối có cái gì chỗ đặc thù. Hạt giấy tại không trung bay lên, khoảng cách chủ phong đã không xa, lộ tầm đã đại khái có thể xem rốt cục dưới ma tông chúng đệ tử. Khoan hãy nói, Ma tông đệ tử số lượng cùng chính đạo tứ đại tông môn thật đúng là không cách nào so sánh được, nhưng cũng không ít người. Hạt giấy rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung tại lộ tầm thân thượng. Lộ tầm cũng là tự nhiên hào phóng, bọn họ muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn xem thôi, chính mình cũng không phải là cổ văn bên trong ghi chép vệ giới, hắn cũng sẽ không bị người xem chết. Tương phản, hắn cũng đang quan sát chung quanh các đệ tử. Đặc biệt là những cái kia cùng hắn ánh mắt giao thoa các nữ đệ tử, không ít thế mà đỏ bừng cả mặt. Tiểu sư thúc nguyên quán nhiên so trong truyền thuyết còn dễ nhìn hơn. Chỉ bất quá ma tông tông môn tập tục tương đối không bị cản trở, các nữ đệ tử mặc dù hơi có ý xấu hổ, nhưng vẫn là đỏ mặt tiếp tục nhìn hắn chầm chầm, phản phất nhìn nhiều đều là kiếm được. Đối với cùng loại ánh mắt, lộ tầm đã có chút quen thuộc, chỉ là có nam đệ tử đỏ mặt làm gì. Miêu nam bắt nghịch ngợm, cố ý không có đem hạt giấy trực tiếp đáp xuống trên đài cao, đem lộ tầm ném về sau, chính mình bay đi lên. Lộ tầm hiện tại lại còn sẽ không bay, sở dĩ hắn phải xuyên qua các đệ tử sau đó một đường đi qua cái này tốt theo hắn đi lại biển người tự động nhường ra một con đường đến tiểu đạo bên cạnh đám người đồng nói gặp qua tiểu sư thúc tổ tiếng như bôn lôi vang tận mây xanh lộ tầm trong đám người tìm kiếm quý lê thân ảnh thật vất vả mới nhìn đến liều mạng đệm lên mũi chân nàng lộ tầm cười khẽ với nàng kết quả kia một phiến khu vực các nữ đệ tử đỏ cả mặt ánh mắt đều nhanh nhu xuất thủy đến rồi xuyên qua một đám ngoại môn đệ tử cùng tông môn chấp sự bên trong nội môn đệ tử số lượng liền muốn ít hơn nhiều. Trong đó, mộ Dung Yến là bắt mắt nhất một vị. Những này nội môn đệ tử một đám tu vi viễn siêu lộ tầm, phóng tới phàm thế, tất cả đều xứng đáng một tiếng tiên sư. Cũng không có phát sinh cái gì tiểu thuyết trong miêu tả cái chủng loại này nhược trí tình tiết, cho dù là bọn họ đều là thiên kiêu, dù là bây giờ lộ tầm tu vi thấp như vậy hơi, hết thảy nội môn đệ tử cũng đều rất cung kính nói một tiếng, bái kiến tiểu sư thúc tổ. Nếu như một người, liền lễ phép cũng đều không hiểu liền cơ bản tố chất đều không có, một cái đại tông môn dựa vào cái gì bồi dưỡng bọn họ làm hạch tâm đệ tử, liền không sợ loại người này dẫn xuất cái gì mầm tai và tới sao. Ma tông đối ngoại đích thật là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh, không gì kiên kỵ, nhưng trong tông môn cũng là nói quy củ. Huống chi tôn trọng lộ tầm chính là tôn trọng tiên sinh, dù là hắn đời này đều không sợ tiếng thêm, đời này đều chỉ là cái phàm nhân, ma tông đệ tử cũng nguyện tôn xưng hắn là tiểu sư thúc tổ, cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt gì. Ma tông các đệ tử đều lấy tiên sinh làm vinh lộ tầm lại hướng lên đi chính là chư vị trưởng lão cùng phong chủ tất nhiên còn có đứng ở trong đám người trung tâm chiếu lấp lánh tông chủ thẩm diêm đám người nhanh lên tiếng lên đón nói gặp qua tiểu sư thúc chỉ có treo đồ một cái lộ tầm miêu nam bắt cười tủng tỉm đứng ở một bên còn hướng hắn thè lưỡi liền kém đến một câu lược 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 thối lô ly lộ tầm ở trong lòng nói ỷ vào chính mình lớn lên đáng yêu liền làm sằng làm bậy bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là rõ ràng chỉ là trong đám người đi một vòng như thế nào tông môn thanh vọng trị trướng thanh vọng trị theo chín trăm ấn mở bắt đầu biên độ nhỏ tăng trưởng tăng trưởng tốc độ không tính nhanh nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm hắn vừa vặn rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ là lần đầu công khai lộ cái mặt mà thôi chỉ bất quá cái này tăng trưởng tốc độ khoảng cách hai điểm thanh vọng trị vẫn là có không ít khoảng cách một bộ đầy đủ quá trình đi đến sau cùng trình tự là từ lộ tầm lên đài cho ma tông các đệ tử răng dạy đi đến đài cao về sau tất cả mọi người rửa tay lắng nghe đâu nhưng hắn lại một câu đều không có. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, quét một vòng toàn trường. Ở đây mỗi một vị đáng yêu bọn vãn bối đều bị hắn coi là thanh vọng trị thu hoạch cơ. Lộ Tầm cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau, đem tất cả mọi người coi như công cụ người. Hắn liền đứng tại trên đài cao, gió nhẹ lướt qua, thổi lên góc áo, tư thái rất là thông dong. Nụ cười của hắn rất là ấm áp, nếu như nắng ấm, lại bởi vì lớn lên quá đẹp mắt mà tỏ ra phong độ nhẹ nhàng. Hắn vẫn như cũ không nói một lời chính là cười. Sau đó, tại này trước mắt bao người, lộ tầm yên lặng điểm một cái. Thăng cấp. Chương 30, bản thân công lược. Trên đài cao, lộ tầm vẫn như cũ là cái kia lộ tầm. Chỉ là có chút người rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Trong đám đệ tử, đầu tiên phát hiện điểm này là sớm đã đem thực khí quyết cho tu luyện viên mãn các nội môn đệ tử. Bọn họ tu vi cao thâm, nhãn lực tự nhiên cũng là phi phàm, tập trung nhìn vào, lập tức liền phát hiện lộ tầm tại đi đến đài cao một khắc này, thực lực trong nháy mắt liền kéo lên. Đây là đột phá. Không thể nào, cái này đột phá. Các ngoại môn đệ tử phản ứng đối với bọn họ nhanh, nhưng cũng có một chút thực khí quyết sắp đại viên mãn thâm niên đệ tử nhìn ra lộ tầm chuyển biến. Trước kia đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chúng đệ tử đều đang đợi tiểu sư thúc tổ phát biểu, bây giờ, trong nháy mắt liền náo nhiệt. Tất cả mọi người biết, lộ tầm lúc trước nhảy núi, mặc dù chẳng biết tại sao không có chết, nhưng cũng chịu trọng thương. Tông chủ đại nhân lấy ra một viên chân quý linh đan mới khiến cho hắn tại ngắn mũi mấy ngày bên trong liền khôi phục thương thế. Trước đó hắn chỉ là một phàm nhân, tư chất của hắn cũng không xuất chúng, nói xác thực là tư chất cực kém. Này tại ma tông sớm đã không phải bí mật. Dù sao mỗi một vị đệ tử tại nhập tông trước đều phải thăm dò một lần tư chất, sau đó đăng ký trong danh sách. Dù là lộ tầm là đặc biệt bị tiên sinh cho trúng tuyển, một bộ này quá trình cũng là muốn đi, chỉ là lúc ấy hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong thôi đem so sánh với quý lê kia trác tuyệt tám đạo gần sống, lộ tầm chỉ có đáng thương một đạo. Điều này nói rõ chỉ từ tư chất thượng xem, hắn chỉ là vừa hảo bước qua cánh cửa, thuộc về cái loại này kém cỏi nhất kém cỏi nhất. Chỉ bất quá thiên trần lịch sử đại lục lâu đời, cũng đi ra không ít tư chất cực kém, nhưng cuối cùng tu vi thông thiên nhân vật. Phế vật lưu nha, nóng nhất lưu phái, cách mỗi cái mấy trăm năm, luôn có thể xông tới một hai vị. Lại thêm hắn là tiên sinh đệ tử, bởi vậy cũng không ai sẽ đối với hắn tư chất nói này nói kia đại đa số người không có ghen ghét không có phẫn nộ chỉ có tiếc nuối nếu là tiểu sư thúc tổ tư chất cho dù tốt chút thật là tốt biết bao hậu sơn tiểu thư trai là ma tông lớn nhất nhất lấp lánh một khối chiêu bài đại gia luôn là hy vọng nó kéo dài lóa mắt xuống bọn họ tuy không có cảm thấy lộ tầm cho tiểu thư trai bôi đen nhưng lại từ trong đáy lòng hy vọng hắn có thể vì tiểu thư trai dệt hoa trên gấm đến nỗi người ngoài ý kiến gì bọn họ tôn xưng một vị thiên tư rác rưởi người trẻ tuổi vì tiểu sư thúc tổ khi cùng ta ma tông có liên can gì ta ma tông bên trong người làm việc không cần nhìn hắn sắc mặt người bọn họ ở sau lưng thích nói như thế nào liền nói thế nào ma tông cũng sẽ không như vậy lụi bại nếu có người dám phóng tới bên ngoài nhắc tới là cảm thấy đau của chúng ta kiếm không đủ nhanh sao tựa như nhiều năm trước miêu nam bắt nhập tông đại điển trên nàng nói ra chính mình câu kia thường nói chớ chọc lão nương lão nương một đau chém ngươi đầu phía dưới chúng đệ tử đầu tiên là hoảng hốt sau đó nghị luận sau đó cùng nhau hiểu ý cười một tiếng nhẹ gật đầu cũng không biết là cái nào nghịch ngợm gây sự mang đầu, hô một tiếng, cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Sau đó không ít tuổi trẻ đệ tử gia nhập cái này kêu gọi đầu hàng hàng ngũ. Phía dưới cuối cùng thế mà cùng kêu lên không người đại niệm, cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Bởi vì ma tông đối ngoại chính là thái độ này, chớ chọc ma tông, ma tông một đao chém ngươi đầu. Mà lúc này giờ phút này, lộ tầm ở trước mặt tất cả mọi người, tại trên đài cao thất thần về sau, liền đột phá tới thực khí quyết hai tầng, ma tông trên dưới đều là cùng có vinh yên. Thiên Trần Đại Lục hết thảy ma đạo vào cửa pháp quyết đều có giống nhau tính chất đặc biệt, đó chính là tầng thứ nhất đặc biệt dễ dàng, đằng sau mấy tầng kỳ thật cũng không khó, tầng thứ 9 thậm chí là tầng thứ 10, độ khó cũng không lớn, độ khó lớn nhất ngược lại là từ tầng thứ nhất đột phá tới tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là thoải mái nhất, chỉ cần dẫn khí nhập thể. Mỗi người thân thể sẽ trước hấp thu một bộ phận linh khí, cải thiện thể chất. Hẳn đến thân thể hấp thu bảo hòa, linh khí liền sẽ ngưng lại tại khí hải bên trong. Khí hải bên trong có luồng thứ nhất linh khí đó chính là tiến vào thực khí quyết một tầng. Mà tầng thứ hai thì lại khác, tầng thứ hai không chỉ là phải lớn mạnh linh khí, còn cần nhất định ngộ, muốn ngộ chính là, chính mình khí hải đến tục cùng là như thế nào tồn tại. Thông tục điểm nói, chính là muốn trông thấy khí hải. Đây là một loại thực mơ hồ, thực ảo diệu cảm ngộ. Cũng coi là bước vào tu hành về sau, đại đạo đối với người tu hành nhóm cuộc thử thách đầu tiên. Như vậy, có thể nghĩ, tiểu sư thúc tổ tốc độ tu luyện kỳ thật cũng không chậm, hắn đang nhảy sườn núi trước cũng còn chỉ là cái phàm nhân, bây giờ đã mò tới thực khí quyết tầng thứ hai cánh cửa, cũng tại đạp lên đài cao một khắc này. Hiểu. Đúng vậy, tiểu sư thúc tổ không có dựa theo quá trình tiến hành răng dạy, mà là mỉm cười, rõ ràng chính là thất thần. Tại loại này đám người tề tụ trường hợp hạ, tại bậc này vạn chúng chú một tình huống dưới, hắn thế mà có thế ổn định lại tâm thần, có điều cảm ngộ. Tiểu sư thúc tổ thật là thần nhân vậy. Cho dù là một đám thiên tư trác tuyệt nội môn đệ tử đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nhau nhau cảm thấy chính mình làm không được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, có thế không khẩn trương cũng không tệ rồi, càng đừng đề tập còn có thể tĩnh tâm cảm ngộ. Như thế tâm tính, nhìn chung toàn bộ thiên trần đại lục, có mấy vị trẻ tuổi người tu hành có thể làm được. Một cổ kính ý tự nhiên sinh ra. Tương tự ý nghĩ tại rất nhiều người trong lòng sinh ra, ta tuy nhập cửa so tiểu sư thúc tổ muốn sớm, cảnh giới tu luyện cũng cao hơn hắn, nhưng chỉ là bực này tâm tính. Ta không bằng vậy. Trên đài cao, đứng lộ tầm phía sau tông chủ, phong chủ, cùng với các vị các trưởng lão là phát hiện sớm nhất ra lộ tầm đột phá. Bọn họ nghe Thẩm Diêm đề cập qua, tiểu sư thúc trong vòng một đêm bước vào tu hành cánh cửa, đến thực khí quyết một tầng. Đây không tính là nhanh, nhưng cũng không tính chậm, tuyển siêu hắn này tư chất phải có tốc độ. Lúc này mới qua một ngày công phu, liền lại có chút tinh tiến sao. Một ngày một đêm thời gian, liên phá thực khí quyết hai tầng. Chúng ta lúc trước có tốc độ này sao? Dù là đợi đến thiên trần cô cần bê ta, người chơi buông xuống, đại đa số người chơi cũng vô pháp làm được thăng cấp nhanh chóng bởi vì giai đoạn trước tân thủ nhiệm vụ điểm kinh nghiệm thật rất ít, nhiệm vụ mục đích chủ yếu vẫn là làm đại gia nhiều làm quen một chút trò chơi này. Trừ phi vận khí tốt, giống lộ tầm như vậy có thể đụng tới sơn quỷ loại này di động kinh nghiệm bao, cũng đưa nó giết. Trò chơi sơ kỳ, người chơi còn chưa nắm giữ tiêu diệt quỷ quái phương pháp chính xác, không biết muốn xuyên phá bọn chúng hai trong mắt. Bởi vậy, giai đoạn trước dù là đụng phải quỷ quái, đừng nói đâm bọn chúng, đều là bị bọn chúng đuổi theo đâm được chứ. Không muốn không muốn, ngao ngao trực khiếu, đây chính là giai đoạn trước người chơi gặp được quỷ quái lúc tình cảnh. bởi vậy giờ phút này lộ tầm không dám nói là sáng tạo ghi chép nhưng tuyệt đối là rung động lòng người. hắn đã mất râu đứng tại trên đài cao răng dạy, bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế cho ma tông một đám đệ tử nhóm bên trên bài học. con đường tu hành từ từ, các ngươi cần phải tu tâm. dựa theo quá trình tại răng dạy kết thúc về sau, các đệ tử cần hướng sư thúc tổ lần nữa hành lễ. giờ phút này đám người hành lễ cam tâm tình nguyện. các đệ tử đồng loạt không người thanh âm so lúc trước còn muốn to rõ, cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Lộ tầm đứng tại trên đài, nhìn phía dưới ô ương ương một mảnh các đệ tử, trong lòng có điểm mộng. Như thế nào cẩn tuân dạy bảo rồi? Ta tối hôm qua suy nghĩ kỹ mấy giờ nghĩ sẵn trong đầu còn chưa nói đâu. Ta còn muốn làm một hồi kẻ chết văn A, cho cái cơ hội A hôn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng hút miễn cười, đứng tại chỗ cao, hiện ra chính mình khí độ. Thanh vọng trị tại thời khắc này, rốt cuộc bắt đầu tăng vọt cùng lúc đó tất cả mọi người đáy lòng đều toát ra một cái hoang mang tiểu sư thúc tổ sở trông thấy khí hải đến tột cùng lại là cỡ nào bộ dáng ps một tuần mới đã đến lại bắt đầu cầu phiếu đề cử cùng khen thưởng xung kích khắc kim phi là ký kết bản